Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 113. Tức thì bầu không khí trở nên căng thẳng, khí tức phát ra từ trên người chuột vương đè ập lên người Dương Bách Xuyên, khiến lưng hắn đổ mồ hôi lạnh. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói lời tuyệt đối. Theo ẩn ý vô liêm sỉ của chuột vương, nếu hắn không chữa khỏi bệnh thì đối phương sẽ tiết lộ thân phận nhân tộc của hắn, như vậy thì hắn sẽ không có trốn dung thân ở thành Vạn Yêu lẫn Thái Hoang. Điều này còn nham hiểm hơn là thẳng tay giết hắn. Vì vậy, bây giờ Dương Bách Xuyên chỉ đành đánh cược, nói đúng sự thật, để lại cho mình một đường lui. Chuột vương bị bệnh gì, hắn không dám đảm bảo hứa chắc. Chẳng may có gì sơ suất, hắn thì không sao nhưng đám Lục Yên Chi vẫn đang ở thành Vạn Yêu, bọn họ sẽ bị liên lụy. Cho nên hắn chống đỡ áp lực to lớn từ chuột vương, nhìn chuột vương và nói. Chấm. Sau đó, chuột vương đột nhiên cười ha hả. Ha ha, tốt lắm, xem ra bản vương không tìm nhầm người. Lão ta nói xong, Dương Bách Xuyên nhận thấy uy áp khí tức phủ trên người mình đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại hiểu chuột vương thêm một chút, kết luận đối phương là một kẻ đa nghi xảo quyệt. Nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem như đã vượt qua ải này. Có điều hắn tin rằng vẫn còn thử thách nghiêm ngặt hơn đang chờ mình. Hắn không tài nào nhìn thấu lão chuột vương xảo quyệt này, đây mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Tiếp đó, hắn nghe thấy chuột vương nói, nếu ngươi đảm bảo chữa khỏi thì bản vương sẽ đánh gãy chân ngươi không chút do dự. Ngươi dám nói thật, không sợ uy áp của bản vương, tốt lắm. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, bản vương đã mời ngươi đến chữa bệnh cho mình thì tất nhiên bản vương tin tưởng y thuật của ngươi. Từ lúc ngươi bị năm thánh địa lớn đuổi giết, theo Long Trùng Thanh Nghiêu trốn vào thành Vạn Yêu theo lối đi bí mật, bản vương đã bắt đầu chú ý tới ngươi. Trong hơn nửa năm ở thành Vạn Yêu, ngươi đã chữa khỏi bệnh cho 1387 yêu quái, không thất bại một lần nào. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để bản vương tin tưởng ngươi xứng với hai chữ thần y. Bảo ngươi chữa bệnh cho bản vương thì ngươi cứ yên tâm điều trị, bản vương thề rằng chỉ cần ngươi dốc hết sức mình, bản vương tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Lại càng không tiết lộ thân phận nhân tộc của ngươi. Thật ra chỉ có ba người bao gồm bản vương biết thân phận nhân tộc của ngươi. Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho bản vương đảm bảo sẽ khiến hai người còn lại nhắm mắt mãi mãi, vĩnh viễn phong ấn bí mật này của ngươi, không tiết lộ nửa lời. Đương nhiên cho dù ngươi không chữa khỏi nhưng đã cố hết sức, thì bản vương cũng làm như thế. Bản vương không qua lại với đám yêu tộc trên mặt đất, vì vậy bản vương không quan tâm ngươi có chuyện gì. Làm những gì ở thành Vạn Yêu. Tiểu hữu thấy thế đã được chưa? Nói xong chuột vương hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thầm trợn trắng mắt, ta tin ngươi mới lạ. Hắn biết lão chuột vương này đã sống không biết bao nhiêu năm, tuyệt đối không thể tin lời lão ta, chí ít không thể tin hoàn toàn. Lúc nào cũng vậy, dựa vào bản thân mới là an toàn nhất. Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt chân thành của chuột vương, thầm cười lạnh trong lòng. Lừa cái con chuột nhà ngươi ấy, ta là người trái đất. Không mắc lừa đâu. Song hắn cũng biết lời chuột vương nói là một khởi đầu tốt, ít nhất vẫn phải bày tỏ thái độ ngoài mặt. Hắn mỉm cười đáp, như vậy rất tốt. Dương Bách Xuyên không nhiều lời với chuột vương, bởi vì hắn cảm thấy ở trước mặt lão chuột này, nhất là khi đối diện với đôi mắt tam giác kia, đối phương có thể nhìn thấu tất thảy, mình nói nhiều trái lại sẽ hỏng việc. Chấm, ngươi tin lời bản vương hả? Chuột vương lại hỏi tiếp. Chấm, vì sao không tin, ngươi là vua của một tộc, miệng vàng lời ngọc, tất nhiên ta tin tưởng không chút nghi ngờ. Dương Bách Xuyên đáp trả, tâng bốc chuột vương. Quả nhiên mấy lời tâng bốc khiến chuột vương cười ha ha. Được lắm, bây giờ y sư có thể bắt đầu chữa bệnh cho bản vương rồi đó. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cắt ngang, bởi vì hắn có một nghi vấn to đùng, nếu không hỏi ra thì thực sự rất bất an. Nghi vấn này liên quan đến bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu. Theo lời chuột vương thì lão ta biết chuyện Thanh Nghiêu dẫn theo mấy người bọn họ tiến vào thành Vạn Yêu bằng lối đi bí mật, như vậy thì bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu cũng không thể giấu được chuột vương. Nhớ đâu bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu đã bị tộc chuột yêu ngũ hành đào hầm chuyển đi hết, thì hắn sẽ không đi mạo hiểm nữa. Vì vậy, hắn bất chấp nói, chữa bệnh lúc nào cũng được mà đạo hữu. Hiện tại ta có một nghi vấn, mong đạo hữu giải đáp. Chấm, ha ha, bản vương còn tưởng ngươi giỏi nhẫn nhịn lắm, không ngờ đến cuối cùng ngươi vẫn không tránh khỏi chữ tục. Có phải ngươi muốn hỏi chuyện của tộc Long Trùng Thanh Nghiêu không? Chuột vương cười hờ hững, trong giọng nói có sự đắc ý,
như thể hắn có thể nắm rõ mọi chuyện. Dương Bách Xuyên cũng không vòng vo, Chuột Vương đã biết thì hắn cứ hỏi thôi. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, các ngươi đã biết lối đi bí mật của tộc Long Trùng Thanh Ngưu, vậy có phải các ngươi có thể tiến vào đó bất cứ lúc nào hay không? Dương Bách Xuyên có hai câu hỏi, hiện tại hắn đã hỏi câu thứ nhất. Chỉ thấy Chuột Vương gật đầu đáp, đối với tộc chuột yêu ngũ hành chúng ta mà nói, tất cả những bí mật trong lòng đất đều không tính là bí mật. Bản Vương biết ngươi nghĩ gì, yên tâm đi, đúng là ta có biết, nhưng tộc chuột yêu ngũ hành cũng có lằn danh đỏ. Không phải đồ của mình thì tuyệt đối không động vào, đây là quy định trong gia pháp của tổ tông. Nếu không thì tộc chuột yêu ngũ hành đã bị diệt tộc từ lâu rồi, không thể truyền thừa từ thời thượng cổ tới nay. Vì vậy ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Cho dù con cháu tộc ta phát hiện ra lối đi bí mật của tộc Long Trùng Thanh Ngưu cũng tuyệt đối không phá hỏng. Và lại, con đường đó có trận pháp, nếu cưỡng chế phá hỏng sẽ phải trả giá đắt. Còn bảo tàng của tộc Long Trùng Thanh Ngưu thì chúng ta càng không động dính dáng đến. Có bốn thế lực yêu tôn ở dãy núi Vạn Yêu nhòm ngó, chúng ta sẽ không động vào. Dương Bách Xuyên nghe xong, cuối cùng cung thở phào trong lòng. Chủng tộc có lằn danh đỏ, hèn chi có thể sinh sôi nảy nở, truyền thừa lâu dài. Đằng nào cũng hỏi rồi, thôi thì hỏi thêm mấy câu nữa vậy. Chấm, theo ta biết thì tộc chuột yêu ngũ hành các ngươi là yêu tộc ở dãy núi Vạn Yêu, nhưng tại sao lúc trước chuột bạch lại giới thiệu là Thái Hoang? Thế là sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Thật ra Dương Bách Xuyên hỏi câu này chỉ vì tò mò mà thôi. Nhưng không ngờ Chuột Vương lại im lặng, nhìn hắn chằm chằm. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi thấp thỏm. Lẽ nào đây là đề tài cấm kỵ của tộc chuột yêu ngũ hành? Mãi lâu sau Chuột Vương mới thở dài nói. Vốn dĩ bản vương không muốn nhắc tới đề tài này, nhưng ngươi đã hỏi thì ta đành nói vậy. Lần này sức khỏe của bản vương không tốt, phải mời ngươi đến xem bệnh, thật ra cũng liên quan tới vấn đề này. Tộc chuột yêu ngũ hành húng ta truyền thừa từ thời thượng cổ, là chủng tộc hàng đầu trong thiên địa, là dòng dõi yêu tộc thượng cổ. Nói là tộc chuột yêu ngũ hành ở Thái Hoang vẫn còn khiêm tốn đấy, thời thượng cổ tộc ta phân bố khắp tu chân giới cơ. Tiếc là, theo dòng thời gian, huyết mạch dần suy thoái, địa bàn từ tu chân giới mênh mông dần thu nhỏ lại đến Thái Hoang, từ trong ngoài Thái Hoang thu nhỏ lại chỉ còn khu ngoại vực Thái Hoang bây giờ. Thật ra dãy núi Vạn Yêu chính là trung tâm của tộc ta ở ngoại vực Thái Hoang. Vì vậy, theo lý thì địa bàn hiện tại của tộc ta kéo dài đến ngoại vực Thái Hoang, chúng ta tự giới thiệu là tộc chuột yêu ngũ hành ở Thái Hoang cũng không sai. Nhưng yêu tộc khác trên mặt đất lại cho rằng chúng ta là yêu tộc thuộc dãy núi Vạn Yêu. Trong mắt bản vương, bốn đại tôn dãy núi Vạn Yêu gì đó chẳng là cái thá gì cả. Tộc chúng ta là tộc chuột thần ngũ hành thượng cổ truyền thừa lâu đời. Nói đến đây, Chuột Vương vô cùng kiêu ngạo. Nhưng sau đó lại có phần tịch mịch, huyết mạch thần thú cứ suy yếu dần qua mỗi thế hệ. Khi tộc chúng ta huy hoàng, mỗi chuột ngũ hành đều mang huyết mạch ngũ hành trong người, tiếng tăm lừng lẫy khắp tu chân giới. Còn hiện tại, bản vương là vua của chuột ngũ hành, thuộc vương tộc chuột tử kim, nhưng cũng chỉ có tứ huyết mạch. Cho dù ta có tu luyện thế nào cũng không đạt được huyết mạch ngũ hành. Trên thực tế, con dân tộc ta sinh sôi đến giờ phần lớn đều là một trong những huyết mạch ngũ hành, có một người song huyết mạch cũng khó. Bản vương biết cứ cái đà này thì tộc chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Cho nên bản vương muốn tìm cách kéo dài truyền thừa của tộc ta, mà ta mắc căn bệnh này cũng vì nguyên nhân đó. Nghe Chuột Vương nói vậy, Dương Bách Xuyên sợ hết hồn. Chuyện này là bí mật lớn của tộc chuột yêu ngũ hành, liên quan đến sinh tử đấy, vậy mà Chuột Vương lại nói cho một người ngoài như hắn. Đây không phải là chuyện tốt. Vì vậy Dương Bách Xuyên vội vàng ngắt lời. Đạo hữu, chúng ta khám bệnh thôi. Dương Bách Xuyên rất sợ đối phương nói tiếp, mình biết qua bí mật của tộc chuột yêu ngũ hành sẽ bị Chuột Vương diệt khẩu. Chấm, ha ha, bản vương đã nói ra thì không sợ ngươi nghe, cũng không sợ ngươi biết. Y sư à, bản vương có nỗi khổ tâm, ta chỉ đang than thở với ngươi thôi. Vì vậy ngươi phải dốc hết sức chữa bệnh cho bản vương đấy nhé. Chuột Vương nở nụ cười u ám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên dùng mình sợ hãi. Theo Dương Bách Xuyên thấy, Chuột Vương chia sẻ bí mật lớn nhất của lão ta cho hắn là bởi vì trong lòng cho rằng bí mật này sẽ không bị truyền ra ngoài, điều kiện tiên quyết là lão ta nghĩ sẽ không có chuyện đó. Đối với suy nghĩ của Chuột Vương, Dương Bách Xuyên thấy rằng lão ta đang khống chế mình, hoặc là không để cho mình mở miệng,
hoặc là diệt khẩu. Đây mới là nguyên nhân Dương Bách Xuyên ngắt lời Chuột Vương. Người xưa có câu, biết càng nhiều càng nguy hiểm, chính là đạo lý này. Nhưng mà trong nụ cười gian xảo của Chuột Vương đã có cảm giác đạt được âm mưu nên lão ta không hề để ý việc ngắt lời của Dương Bách Xuyên. Nghe Chuột Vương cười ha ha nói chuyện, Dương Bách Xuyên vội vàng chuyển đề tài, nói. Đạo hữu yên tâm, ta là y sư, tất nhiên sẽ dốc hết sức chữa bệnh cho đạo hữu. Chuột Vương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói. Ngươi lại đây xem đi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên đứng lên đi về phía Chuột Vương, đến trước giường ngọc của Chuột Vương, lúc này. Dương Bách Xuyên mới thấy Chuột Vương từ từ ngồi dậy. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên trợn to mắt nhìn, cuối cùng cũng hiểu tại sao Chuột Vương cứ nằm lì ra đó mà không đứng dậy, thì ra là có nguyên do. Chỉ thấy bụng của Chuột Vương phồng lên rất to, rõ ràng chính là dáng vẻ của phụ nữ mang thai đang chờ sinh. Lượng tin tức này đúng là lớn quá rồi. Chuột Vương là một chuột già giống đực, sao có thể mang thai được? Nhưng trong bụng của lão ta chính là dáng vẻ của phụ nữ mang thai. Dương Bách Xuyên trợn to mắt nhìn, còn Chuột Vương thì thở dài, nói. Y sư, ngồi qua đây sờ thử xem. Chấm, à. Dương Bách Xuyên khẽ rùng mình. Biến thái chết tiệt, bốn chữ này lập tức nhảy ra. Chấm, qua đây đi, người phải xem bụng của bổn vương thì mới có thể chẩn đoán bệnh đúng chứ. Cách xa như vậy thì kiểm tra thế nào? Chuột Vương thúc giục. Chấm. A, à, không, không phải, tới ngay đây, đạo tâm của Dương Bách Xuyên hỗn loạn, nhưng hắn cũng biết Chuột Vương nói không sai, hắn cần đến chẩn đoán bệnh tình mới được. Trong lòng hắn thầm nói, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi, một con chuột già giống được chắc là sẽ không mang thai đâu. Dương Bách Xuyên thấp thỏm, đặt mông ngồi xuống giường ngọc, giơ tay ra bắt mạch kiểm tra cho Chuột Vương. Y tu y đạo cũng giống như bác sĩ bình thường chẩn đoán bệnh vậy. Bọn họ kiểm tra bệnh tình cũng cần thông qua bắt mạch, nhưng mà lại là dùng chân khí để kiểm tra mới càng chính xác rõ ràng hơn. Lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên đặt tay lên móng vuốt lông xù của Chuột Vương, khóe mắt hắn đột nhiên phát hiện vẻ mặt lúc này của Chuột Vương vô cùng quái dị. Nhưng Dương Bách Xuyên lại đổ mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng rời tầm mắt, không dám nhìn Chuột Vương. Hắn nhìn thấy bốn chữ, dịu dàng tình cảm trong ánh mắt của Chuột Vương. Điều này khiến cả người Dương Mỗ đổ mồ hôi lạnh, nổi da gà. Hắn cúi đầu, mau chóng bắt mạch kiểm tra và nói. Ta phải dùng chân khí kiểm tra, mong đạo hữu phối hợp. Chấm, tiểu hữu cứ việc làm. Câu trả lời của Chuột Vương và sự ngang ngược lúc trước cứ như là hai người khác nhau. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe thật sự quá ma tính, không ngừng khiến hắn lạnh run người. Mẹ nó quá ma tính. Hắn hít sâu một hơi. Ổn định nội tâm đang lộn xộn, bắt đầu vận chuyển chút chân khí truyền vào thuận theo móng vuốt của Chuột Vương. Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên buông tay ra giống như điện giật vậy, trong lòng thật sự bị làm cho chấn động. Hắn, vậy mà kiểm tra được Chuột Vương thật sự có hỉ mạch. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cảm thấy thế giới quan của bản thân vỡ vụn rồi. Đậu má, sống lâu thì cái gì cũng gặp a. Một lão chuột tinh không biết đã sống bao nhiêu vạn tuổi rồi. Còn là lão chuột tinh giống đực. Vậy mà có thai. Ban đầu Dương Bách Xuyên thấy cái bụng to của Chuột Vương trông giống như mang thai, nhưng chỉ là trông giống thôi, trong lòng hắn nghĩ vậy. Dương Bách Xuyên thật sự cho rằng bụng lão ta phồng lên là vì nguyên nhân khác, thực sự hoàn toàn không nghĩ một con chuột già giống đực sẽ có thai. Nhưng sự thật chứng minh, quả thật là một lão chuột tinh giống đực có thai rồi. Điều này, hết nói nổi rồi. Sau khi chân khí của hắn tiến vào người Chuột Vương dọc theo móng vuốt thì đã phát hiện ở trong bụng Chuột Vương tồn tại một sức mạnh không gì sánh bằng, hơn nữa còn tản ra lực sức sống mạnh mẽ. Sau khi xem rõ ràng, Dương Bách Xuyên phát hiện trong bụng Chuột Vương là một con chuột con toàn thân màu tím. Sau khi nhìn vào trong, hắn thấy rõ ràng chuột con màu tím trong bụng Chuột Vương, lông màu tím không hề có chút màu hỗn tạp nào. Chỉ quan sát bộ lông cũng đoán được nó có huyết mạch còn thuần khiết hơn cả Chuột Vương. Khí tức cuồn cuộn tản ra chính là khí tức hắn cảm nhận được ở trên người Chuột Vương lúc trước. Bây giờ không sai rồi, trong bụng Chuột Vương thật sự có sinh mệnh, mang thai một con chuột ngũ hành màu tím có huyết mạch còn thuần khiết hơn. Chân khí của Dương Bách Xuyên vừa chạm vào đã lập tức bị chuột con trong bụng Chuột Vương bắn ngược trở lại. Khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, đứng bật dậy giống như bị điện giật, kêu lên. Chấm, a. Ngay lúc này, Chuột Vương yếu ớt hỏi.
Y sư đã kiểm tra rõ ràng chưa? Câu này mang ý nghiền ngẫm. Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, nhìn Chuột Vương nói. Kiểm tra ra rồi. Chấm, bổn vương bị bệnh gì? Chuột Vương cười tươi hỏi. Chấm, chúc mừng, đạo hữu có hỉ rồi. Dương Bách Xuyên hít sâu nói. Hắn biết chắc Chuột Vương vô cùng rõ ràng về thân thể của chính lão ta, nên cũng không nói chuyện mập mờ với lão ta, mà nói thẳng. Chấm, ha ha, y sư quả nhiên cao minh. Chuột Vương cười nói. Nhưng Dương Bách Xuyên lại càng ngày càng hoảng sợ, lúc này, hắn biết sự việc quá hóc búa rồi. Một lão chuột tinh giống được như Chuột Vương lại mang thai, nếu chuyện này đồn ra ngoài, vậy không phải cười rụng răng à? Chắc rằng Chuột Vương cũng đang giấu giếm chuyện bản thân mang thai, nhưng bây giờ bí mật này đã bị hắn biết rồi, có thể tưởng tượng sẽ có phiền phức gì. Lúc này hắn cũng không biết nên tiếp lời thế nào nữa, phút chốc sững sờ tại chỗ. Còn Chuột Vương lại ném ra một quả bom cho hắn, nói. Y sư tiểu hữu, chuyện bổn vương mang thai không thể nói toạc ra, nếu không sẽ có đầy đại công thần trấn thủ biên cương của tộc chuột yêu ngũ hành sẽ khua môi múa mép về bổn vương. Cho nên ngươi thấy đấy, bổn vương cũng không dám ra khỏi cung đi lại. Chấm, hơn nữa vì bây giờ đã có thai, bổn vương còn không thể biến được thành người, thật sự rất đau khổ. Bổn vương là giống đực mà lại có thai, một khi tin tức này truyền ra ngoài. Y sư tiểu hữu có thể tưởng tượng được sẽ dẫn tới sóng to gió lớn cỡ nào trong vạn tỷ tộc đàn không? Chấm, đương nhiên đây vẫn chưa phải trọng điểm là bổn vương là chuột vương ngũ hành, thống lĩnh một tộc, thời gian dài không lộ mặt cũng không được, nhưng mà vác bụng to cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Chấm, cho nên lần này mời y sư đến chính là muốn giải quyết đứa con trong bụng này cho bổn vương. Không giấu gì y sư, đứa trẻ trong bụng của bổn vương là hy vọng tương lai của tộc ta. Nó không thể xảy ra chuyện gì, phải ra đời bình an, mà bổn vương cũng không thể xảy ra chuyện. Chấm, nhưng từ ngày mang thai đứa bé này, giữa bổn vương và đứa bé đã định trước chỉ có thể tồn tại một người. Lúc trước, bổn vương nghĩ vì tộc chuột ngũ hành của ta, bổn vương sẽ bảo vệ mạng sống cho đứa bé, hy sinh bản thân. Chấm, nhưng trùng hợp là bổn vương đã phát hiện ra ngươi, một y sư đến từ nhân tộc, trà trộn vào thành vạn yêu khám bệnh cho yêu tộc. Y thuật hơn người, chưa từng có bệnh nào không chữa được. Cho nên bổn vương lại sinh ra một tia hy vọng, nếu như có y sư giúp đỡ, có phải bổn vương và đứa trẻ đều có thể sống sót không? Dù sao có hy vọng sống sót thì ai lại muốn chết chứ? Ngươi nói xem có đúng không? Chuột Vương thản nhiên nói chuyện, trán Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi to như hạt đậu tương. Hắn biết cho dù Chuột Vương không giết hắn ngay từ đầu, hắn cũng sẽ mất tự do trong tay Chuột Vương. Bí mật bí ẩn như vậy bị hắn biết được, sao Chuột Vương có thể tha cho hắn? Nguy hiểm hơn là yêu cầu của Chuột Vương rất rõ ràng, lão ta và chuột con trong bụng đều phải sống sót, đây chính là nguyên nhân lão ta tìm tới hắn. Theo lời ban đầu của Chuột Vương, lão ta và chuột con trong bụng vốn chỉ có thể có một người sống, lão ta cũng đã chuẩn bị tốt để hy sinh bản thân, bảo vệ mạng sống cho chuột con trong bụng rồi. Nhưng đúng lúc này, một y sư như Dương Bách Xuyên lại đột nhiên xuất hiện. Rơi vào tầm mắt của Chuột Vương, sau đó chính là như bây giờ. Bây giờ Dương Bách Xuyên hơi hối hận tại sao lại tạo ra danh tiếng lớn như vậy, để rồi bị Chuột Vương này biết được. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn. Hắn có thể chắc chắn, nếu như hắn không giải quyết được vấn đề của Chuột Vương thì hắn chỉ có một con đường chết. Đối mặt với một Chuột Vương không thể nhìn thấu tu vi, Dương Bách Xuyên không có ý định dùng sức mạnh. Hiện giờ chỉ có một con đường bày ra trước mặt hắn. Chính là cố hết sức giải quyết vấn đề của Chuột Vương. Nếu không, hắn chắc chắn Chuột Vương này sẽ giết hắn diệt khẩu. Theo kiểm tra vừa rồi, muốn giải quyết chuột con trong bụng Chuột Vương có độ khó vô cùng lớn. Quả thật giống như Chuột Vương nói lúc trước, nếu hai người có thể sống một mới là bình thường, nhưng Chuột Vương biến thái bây giờ lại muốn kết quả là cả hai cùng sống sót, đây là vấn đề vô cùng hóc búa. Dù sao cũng không còn đường lui, trong ánh mắt Dương Bách Xuyên lóe sáng. Hắn quyết định cược một phen. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nhìn Chuột Vương, nghiêm túc nói. Ta vẫn dùng câu nói đó, cố gắng hết sức, nhưng Chuột Vương nhất định phải nói cho ta biết ngươi mang thai thế nào. Ta cần suy nghĩ cách giải quyết đúng bệnh. Dương Bách Xuyên biết chuyện Chuột Vương mang thai không đơn giản, cho nên hắn muốn biết nguyên nhân hậu quả, vậy mới có thể phán đoán ra cách giải quyết. Trong lúc kiểm tra, hắn phát hiện chuột con trong bụng Chuột Vương đang cắn nuốt tinh huyết và sức sống của lão ta, tuy rất chậm nhưng đúng là đang cắn nuốt.
nếu như thời gian dài thì chắc chắn chuột vương sẽ bị chuột con trong bụng cắn nuốt mất. Nhưng muốn ngăn cản thì hoàn toàn không thể nào, nói cách khác là với thực lực của Dương Bách Xuyên còn lâu mới đủ. Vừa rồi Dương Bách Xuyên bị sức mạnh chuột con trong bụng chuột vương bắn ngược lại đã khiến hắn cảm nhận được sức mạnh không gì sánh bằng, sự mạnh mẽ của sức mạnh này vượt qua tưởng tượng của hắn, đã biết không ngăn cản được. Ít nhất là khỏi cần nghĩ dựa vào sức mạnh. Cho nên cần phải tìm ra nguyên nhân, có lẽ có thể tìm được con đường giải quyết. Vừa có thể khiến chuột con trong bụng chuột vương sống sót ra đời, cũng có thể khiến chuột vương bảo toàn sinh mệnh. Tình hình bây giờ của chuột vương là sinh mệnh của lão ta đã bị chuột con trong bụng trói buộc, uy hiếp. Chuột con trong bụng chuột vương chính là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, bản thân chuột vương cũng không ngăn cản được. Hơn nữa chính lão ta cũng nói rồi, trong bụng là tương lai của tộc chuột yêu ngũ hành, lão ta sẽ không giết chết con của mình. Đây mới là điều khó khăn. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được khí tức của chuột con trong bụng chuột vương vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém ấu thú kỳ lân nghé con. Dương Bách Xuyên biết không thể dùng sức mạnh với tồn tại mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể nghĩ cách khác. Đây phải xem chuột vương có chịu nói hay không. Dương Bách Xuyên muốn biết nguyên nhân, chuột vương nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu mới thở dài, rất bất đắc dĩ nói. Thực ra cũng không có gì, ta đã đến cấm địa của tộc ta, sau đó thì thành như vậy rồi. Chấm, tộc chuột ngũ hành các ngươi còn có cấm địa à? Là nơi thế nào mà có thể khiến đường đường chuột vương như ngươi mang thai? Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều trực tiếp hỏi, nghe có vẻ như kiêng kỵ, nhưng hắn nhất định phải tìm hiểu mới được. Chuột vương cũng không để ý, nói, huyết mạch của tộc ta thế hệ này không bằng thế hệ trước, cho nên bổn vương đã nghĩ đến cấm địa của tộc ta, muốn đi tìm xem có cách phản tổ huyết mạch không. Nói là cấm địa, thực ra chỉ là chỗ nghĩa địa của ngũ hành vương các thế hệ của tộc ta. Chấm, vốn là có lời răn của tổ tiên không thể tiến vào, nhưng bổn vương thật sự không còn cách nào, nên đã xông vào trong. Ai ngờ sau khi bước vào, bổn vương mới biết lời răn của tổ tiên tuyệt đối không phải nói ngoa, nếu như con cháu thế hệ sau không thể tỏa hóa thì không thể tiến vào nghĩa địa. Nói đến đây, chuột vương nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, dừng chốc lát rồi nói tiếp. Trong nghĩa địa của tộc ta, quả thật bổn vương đã phát hiện ra cách khiến tộc ta hưng thịnh. Chấm, cách này chính là có thể tạo ra một thế hệ sau có huyết mạch thuần khiết, ngũ hành hội tụ, nhưng cách này lại là để bổn vương luyện hóa thân thể của một chuột vương ngũ hành nào đó. Nói đến đây, chuột vương dừng lại, vẻ mặt cay đắng, còn Dương Bách Xuyên lại không nhịn được nói. Luyện hóa thân thể của một chuột vương ngũ hành nào đó, điều này cũng không có gì nhỉ. Với tu vi của đạo hữu, chắc có thể luyện hóa mà không xảy ra vấn đề gì đúng chứ. Lúc này, chuột vương nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt kỳ quái, cay đắng nói. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Giờ phút này, trên mặt chuột vương xuất hiện vẻ đau đớn kỳ quái, một lát sau mới nói tiếp. Chuột vương thế hệ đó là giống cái. Sau khi bổn vương mở mộ lớn ra mới phát hiện là giống cái, mà phương pháp chính là. Lại chính là để bổn vương và nàng ta cái đó. Để sự tiếp diễn của tộc ta, bổn vương đã làm rồi. Chấm, sau đó mới phát hiện vậy mà bổn vương đã có thai, chi tiết bên trong thì bổn vương cũng không tiện nói nhiều, vấn đề bây giờ ngươi cũng biết rồi đấy. Bổn vương và thứ trong bụng chỉ có một người có thể sống sót. Lúc này Dương Bách Xuyên lại chấn động trong lòng, hắn không ngờ khẩu vị của chuột vương lại nặng như vậy, thi thể của tổ tiên cũng không tha. Nhưng mà cũng có thể hiểu được, theo hắn thấy có thể thực tế không phải điều chuột vương muốn, mà là lúc mở mộ lớn ra lão ta đã không thể khống chế tình hình, cho nên mới xuất hiện cục diện xấu hổ này. Dương Bách Xuyên nhìn mặt của chuột vương, nghĩ lại lời nói vừa rồi của lão ta. Hắn đột nhiên hiểu ra, nhếch miệng cười nói. Điều đạo hữu nói sợ là không hoàn toàn như vậy nhỉ. Tình trạng này của ngươi thật ra cũng không phải chưa từng xảy ra trong y điển ta học. Nếu như ta đoán không nhầm, cấm địa của tộc chuột ngũ hành các ngươi là nơi âm sát dưỡng thi đúng không? Hắn nói tiếp, nơi âm sát dưỡng thi không chỉ sử dụng ở một số nơi thế tục, tất nhiên tu chân giới cũng sử dụng, nơi như vậy bình thường được dùng để giữ gìn thi thể, hoặc là tà đạo tu luyện tà pháp. Nhưng ta nghĩ nếu đã là nghĩa địa của tộc chuột ngũ hành các ngươi, lại là cấm địa, chắc chỗ đó phải có điểm khác so với nơi âm sát bình thường đúng chứ? Lúc này, Dương Bách Xuyên hoàn toàn là suy đoán, thăm dò. Nhưng ánh mắt chuột vương lại hơi lấp lóe, gật đầu thừa nhận nói. Đúng vậy, cấm địa của tộc ta không phải nơi âm sát bình thường, mà là một nguồn âm sát. Nếu như đại nạn sắp đến,
mỗi một chuột vương đều sẽ hoàn toàn phong ấn tọa hóa, sau đó tiến vào nơi âm sát, dùng lực âm sát tinh khiết mạnh mẽ nhất giữa trời đất để bồi dưỡng bản thể, cầu cho sau này có thể khai linh, từ đó sống lại lần nữa. Chấm, đáng tiếc không có ai biết trong cấm địa lại tồn tại vị nữ hoàng kia, trong lịch sử truyền thừa của tộc ta từng xuất hiện một nữ hoàng duy nhất của tộc chuột ngũ hành. Chấm, trong lịch sử truyền thừa, tộc chuột ngũ hành không cho phép giống cái làm vương, nhưng nàng ta lại cứ không phục, dùng thủ đoạn thiết huyết để thống trị tộc chuột ngũ hành, tự trở thành vương. Đồng thời trong một thời đại, nàng ta đã đưa tộc chuột ngũ hành lên sân khấu lớn của lịch sử, tự xưng hoàng. Chấm, một nữ hoàng duy nhất trong lịch sử của tộc ta, nàng ta công lao to lớn, từng thống trị yêu tộc của cả tu chân giới, thống trị từ dưới lòng đất lên đến mặt đất. Chấm, nói là kỳ tài ngút trời cũng không quá chút nào, về sau không biết là nguyên nhân gì, nàng ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, an táng bản thân ở cấm địa, hơn nữa còn hạ lệnh sau này các chuột vương chỉ cần không phi thăng, người đại hạn đều phải an táng ở cấm địa. Chấm, theo lý nữ hoàng kỳ tài ngút trời chắc chắn sẽ phi thăng tiên giới, nhưng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trong tộc cũng không có để lại ghi chép rõ ràng cụ thể là nguyên nhân gì, thậm chí lịch sử liên quan tới nàng ta đều bị xóa bỏ rồi. Các thế hệ chuột vương chỉ là truyền miệng sự tích của nữ hoàng, chỉ biết nàng ta được chôn trong cấm địa, cũng để lại khẩu dụ, nếu như có một ngày tộc chuột ngũ hành ta suy bại, chuột vương đương thời có thể vào mộ lớn của cấm địa tìm kiếm lối thoát. Chấm, cho nên bổn vương đã vào đó, nhưng sau khi vào trong mới phát hiện, thi thể chuột vương bị đưa vào mộ lớn của cấm địa đều không thấy đâu, chỉ có thi thể của nữ hoàng kia vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa còn để lại cách khiến tộc chuột ngũ hành huy hoàng trở lại. Chấm. Cách này chính là để bổn vương âm dương giao hòa với thi thể nữ hoàng. Nhưng không ngờ, ai, nói đến đây, chuột vương không nói tiếp nữa. Nhưng mà Dương Bách Xuyên đã lại đoán được sơ lược, hắn nói tiếp lời của chuột vương. Không ngờ nữ hoàng giữ lại một tàn hồn ở nơi âm sát, hoặc nói cả cấm địa của tộc chuột ngũ hành vốn chính là do nữ hoàng tạo ra cho mình để phục hồi bản thân hoặc nói là trùng sinh. Chấm, còn thi thể của các chuột vương đều bị thi thể nữ hoàng luyện hóa thôn phệ rồi. Sau khi đến nơi, đạo hữu đã nhận được phương pháp vốn tưởng là bí pháp gì đó, cuối cùng lại phát hiện là nữ hoàng mượn thân thể của ngươi để trùng sinh. Chấm, cái giá là tính mạng của đạo hữu, nhưng đạo hữu không cam lòng bị nữ hoàng cắn nuốt, cho nên đã tìm ta đến, chính là muốn thử xem có thể giữ được nữ hoàng trong bụng đạo hữu và cả mạng của bản thân ngươi không. Chấm, nói cách khác, đạo hữu từng nghĩ cách luyện hóa nữ hoàng trong bụng, nhưng lại phát hiện nữ hoàng quá mạnh mẽ. Đạo hữu hoàn toàn không có cách nào. Chấm, ta đoán tâm trạng của đạo hữu chắc chắn vô cùng phức tạp, vừa hy vọng tộc chuột ngũ hành ngươi xuất hiện một nữ hoàng, lại vừa không chịu hy sinh bản thân, tìm ta chính là nghĩ cách, vừa có thể bảo toàn cho bản thân, cũng có thể giữ lại nữ hoàng niết bàn trùng sinh, thật sự bất đắc dĩ thì để ta nghĩ cách giúp ngươi luyện hóa nữ hoàng trong bụng ngươi, có đúng không? Chấm, ha ha ha, nghe vậy, chuột vương cười to. Ngay sau đó, tiếng cười dừng lại. Lão ta híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên nói. Người ta đều nói nhân tộc là dẫn đầu vạn linh, vô cùng thông minh, bổn vương cũng từng gặp không ít tài tuấn nhân tộc, nhưng người thông minh như y sư tiểu hữu lại là lần đầu gặp. Đúng vậy, bổn vương chính là có ý này, bổn vương muốn người nghĩ cách, nhưng điều kiện đầu tiên là phải bảo toàn mạng của bổn vương, tốt nhất có thể luyện hóa nữ hoàng trong bụng của bổn vương, như vậy mới là chính đạo. Dương Bách Xuyên luôn không cho rằng chuột vương là người hiền lành. Bây giờ đúng thật là như vậy, lão ta hoàn toàn không muốn nữ hoàng trong bụng ra đời, mà muốn luyện hóa nàng ta để bản thân sử dụng. Chấm, nếu ta nói không có cách thì sao? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói. Chuột vương cũng nở nụ cười. Ha ha, từ lúc ngươi tiến vào Thái Hoang là bổn vương đã cho người đi điều tra, kể cả chuyện các ngươi tiến vào hành cung thiên yêu bổn vương cũng rõ ràng. Sở dĩ tìm ngươi tới đây là vì bổn vương tin tưởng ngươi, bổn vương đã sống 3 vạn năm. Trải qua rất nhiều chuyện, biết được một số bí mật thế gian, ví dụ như thần ma y điển, trên người ngươi. Người nắm giữ, thần ma y điển, chắc chắn có cách, người không có cũng phải nghĩ cho ra. Nếu không thể trợ giúp bổn vương luyện hóa nữ hoàng trong bụng, bổn vương đành phải luyện hóa ngươi. Nói đến đây, chuột vương đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, dứt khoát áp chế Dương Bách Xuyên. Có điều đối với Dương Bách Xuyên, hắn thật sự bó tay với sự áp chế của chuột vương. Đồng thời trong lòng rất khiếp sợ lão chuột này lại hiểu rõ hắn như thế, biết cả chuyện thần ma y điển. Còn chuyện gì lão ta không biết không? Con non kỳ lân.
Bí mật bình càn khôn. Giờ Dương Bách Xuyên tin, chắc chắn chuột vương đã biết hết những bí mật trên người hắn rồi, và lại hắn đang đứng trên địa bàn của lão ta, đành phó mặc cho số phận, nhận rõ hiện thực. Trước mắt phải thực hiện yêu cầu của chuột vương, giúp lão ta luyện hóa nữ hoàng trong bụng lão. Chờ chuột vương nói xong, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười hỏi. Ta có lựa chọn nào khác không? Chấm, ngươi nghĩ xem, chuột vương híp mắt. Chấm, tốt thôi, tuy ta sở hữu y điển cấp bậc vô thượng như thần ma y điển, nhưng đáng tiếc không phải chọn bộ, chỉ có thể thử một phen. Dương Bách Xuyên rào trước. Chấm, bổn vương tin ngươi có thể trợ giúp bổn vương luyện hóa nữ hoàng, nếu không thể, bổn vương bị nữ hoàng phản phệ, kẻ chết trước nhất định là ngươi, ha ha. Chuột vương thản nhiên buông lời uy hiếp. Trong lòng Dương Bách Xuyên căm hận đến ngứa răng nhưng lại không có cách nào. Chấm, được, vấn đề cuối cùng, tu vi của ngươi là gì? Rồi nữ hoàng trong bụng ngươi có tu vi gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Chấm, hừ, chuột vương trừng mắt. Dương Bách Xuyên rửng rưng nói. Nếu muốn ta hỗ trợ, ta cần nắm rõ thực lực của ngươi và nữ hoàng trong bụng ngươi, bằng không xuất hiện biến cố gì đấy thì ta cũng chịu. Chuột vương gắt gao nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Muốn nhìn rõ ánh mắt hắn có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Thế nhưng lão ta phát hiện, ánh mắt Dương Bách Xuyên trong veo, không hề chất chứa một tia gian dối. Thế là lão ta mở miệng, bản tôn là cấp vương đỉnh phong, tu vi không hề thua kém bốn đại yêu tôn đông tây nam bắc của núi Vạn Yêu. Về phần nữ hoàng trong bụng bổn vương thì không rõ lắm, bởi vì nữ hoàng là tồn tại cường đại nhất trong lịch sử của tộc ta, nghe đồn thực lực không hề thua kém thần tiên trên tiên giới. Tuy không biết tại sao nàng ta lại tự chôn mình trong lăng mộ cấm địa nhưng ta có thể khẳng định, thật lâu trước kia, nữ hoàng chính là đại nhân vật oai phong một cõi. Chấm, mà hiện tại, tuy nữ hoàng niết bàn trọng sinh, bắt đầu lại từ đầu nhưng nàng ta đã sinh sống trong lăng mộ tộc ta vô số năm, hấp thụ lực lượng âm sát và cắn hóa thi thể của các đời chuột vương. Bổn vương không rõ thực lực nàng ta lắm, ít nhất hiện tại nàng ta không ngừng cắn nuốt sinh khí của ta nhưng ta lại không thể ngăn cản. Bổn vương đoán, hẳn tu vi nữ hoàng thấp nhất cũng là cấp yêu, hoặc tương đương với phi thăng cảnh của nhân tộc các ngươi. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng vô cùng chấn động, hắn biết bản thân không đủ sức mạnh để luyện hóa hay ngăn cản chuột vương lẫn nữ hoàng trong bụng lão ta. Có điều sau khi rõ ngọn nguồn, Dương Bách Xuyên lại tính toán, lỡ như xảy ra đột biến, hắn có thể áp chế chuột vương được không nhỉ? Chỉ cần áp chế được chuột vương, hắn sẽ có cơ hội thoát thân. Đối với nữ hoàng chuyển thế trong bụng chuột vương, Dương Bách Xuyên cho rằng đây là một quả bom hẹn giờ, hắn không dám chạm vào nhưng bị lão ta ép, đành phải căng ra đầu thử xem. Hắn tính dùng nước sinh mệnh, không biết có hiệu quả không nhỉ? Theo lý thuyết, nước sinh mệnh thích hợp với tất cả yêu tộc, thế nhưng thực lực hai người kia quá mạnh, Dương Bách Xuyên không nắm chắc sẽ thành công. Hơn nữa, hắn cũng không xác định liệu chuột vương có ngoan ngoãn uống nước sinh mệnh hay không. Lỡ như bị phát hiện manh mối gì đó, hắn sẽ chết không toàn thây. Vậy nên hiện tại trong lòng Dương Bách Xuyên đang rất lưỡng lự. Chấm, mau bắt đầu đi, bổn vương dùng toàn lực áp chế vẫn không thể ngăn cản nữ hoàng cắn nuốt sinh mệnh của bổn vương, nếu lại chậm trễ e rằng không thể sống nổi, mà ngươi cũng sẽ chôn cùng bổn vương. Chuột vương bỗng nổi cáu. Dương Bách Xuyên thầm mắng, chôn cùng cái quần què, ăn rồi cứ uy hiếp ông đây, chọc ông đây giận thì ông cho mày đẹp mặt. Trên người Dương Mỗ còn có lá bài tẩy là sư phụ, thế nên cũng tự tin được chút chút. Chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám triệu hoán sư phụ ra, nữ hoàng trong bụng chuột vương là quả bom, hắn cũng không bảo đảm sư phụ có áp chế được. Trước mắt hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng nước sinh mệnh cược một phen. Dương Bách Xuyên vung tay lấy ra bộ ngân châm, chuột vương trừng mắt. Nhà ngươi cũng đừng dở trò gì đấy. Chấm, đạo hữu à. Ta là y sư, châm cứu là dùng để phong ấn sức mạnh của nữ hoàng trong bụng ngươi. Ngươi đường đường là chuột vương cấp vương đại viên mãn, ta có thể giở trò gì chứ? Dương Bách Xuyên trợn mắt. Chấm, tốt nhất là như thế. Ánh mắt chuột vương lóe lên tia âm u, nãy chưa bắt tay vào làm thì không sao, giờ hắn chuẩn bị ra tay thì lão ta lại bồn chồn không yên, lo này sợ kia. Dương Bách Xuyên nghi chuột vương đã bị nữ hoàng trong bụng bón hành đến mức tinh thần phân liệt luôn rồi. Chấm, ngươi nằm yên, ta châm cứu thử xem có phong ấn được sức mạnh của nữ hoàng không. Dương Bách Xuyên nói. Chuột vương liếc mắt, nơi móng vuốt lại dự trữ một nguồn yêu lực khá lớn,
Dương Bách Xuyên mà làm điều gì mờ ám là lão ta sẽ giết hắn ngay tắp lự. Hành động của lão khiến Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, nãy hắn còn suy nghĩ hay là kích thích sức mạnh của nữ hoàng, để nàng ta cắn nuốt chuột vương quét cho xong. Giờ nhìn yêu lực cuồn cuộn nơi móng vuốt của chuột vương, Dương Bách Xuyên khẽ thở dài, kế hoạch phá sản, chỉ có thể thành thật phong ấn sức mạnh của nữ hoàng thôi. Đồng thời không nhịn được mắng chuột vương quá đê tiện. Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào khác. Dương Bách Xuyên vung tay, 108 cây ngân châm đâm vào bụng chuột vương, khi một châm cuối cùng hạ xuống, hắn khẽ quát. Phong! Ngay lập tức, 108 cây ngân châm tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Chấm, quỳnh, ke xê xê xê. Cùng lúc đó, trong bụng chuột vương phát ra một tiếng kêu bén nhọn, là giọng của nữ hoàng. Trận pháp phong ấn hình thành, nữ hoàng trong bụng chuột vương lập tức phản kháng. Một nguồn sức mạnh vô cùng cuồng bạo bùng phát ra ngoài. Dương Bách Xuyên biến sắc, vỗ một chưởng lên bụng chuột vương, phát ra tiếng vang nặng nề. Chấm, ầm. Hắn vận chuyển chân khí truyền vào bụng chuột vương, nhanh chóng trấn áp nguồn sức mạnh cuồng bạo này xuống. Chấm, ấy, có hiệu quả, bổn vương cảm giác tinh huyết của mình không còn bị cắn nuốt nữa. Chuột vương mừng rỡ thốt lên. Trên mặt Dương Bách Xuyên lại chẳng hề vui sướng. Nàng ta cắn nuốt chân khí của ta, đương nhiên tạm thời sẽ không ăn sinh cơ của ngươi. Mau luyện hóa, ta không kiên trì được bao lâu đâu, chậm trễ nữa sẽ bị phản vệ lại đấy, hậu quả thế nào ngươi cũng biết. Chuột vương nghe xong tái mặt, lão ta biết Dương Bách Xuyên không nói dối. Nữ hoàng đang ở trong bụng lão ta hiểu rõ đối phương hơn bất cứ ai. Chuột vương không dám chậm trễ vội vàng vận công bắt đầu luyện hóa, khóe miệng trà ra ý cười, lão ta cảm nhận được nữ hoàng đã chuyển sang cắn nuốt chân khí của Dương Bách Xuyên, cuối cùng lão cũng có thể bắt tay vào luyện hóa nữ hoàng. Dựa vào sức mạnh bá đạo của nữ hoàng, Dương Bách Xuyên có muốn dừng cũng không thể, chỉ có nước bị nữ hoàng cắn nuốt sạch sẽ chân khí lẫn tinh huyết mới thôi, lão ta sẽ nhân lúc đó luyện hóa nữ hoàng. Chỉ cần luyện hóa nữ hoàng là chuột vương có thể đạt được sức mạnh huyết mạch cường đại của nữ hoàng, tu luyện thêm một thời gian, lão ta sẽ là chuột hoàng thứ nhất trong lịch sử của tộc chuột yêu ngũ hành. Các đời chuột vương khi trước không một ai đủ thực lực và tư cách xưng hoàng nhưng lão ta thì có thể. Đương nhiên tiền đề là lão ta có thể luyện hóa nữ hoàng, đạt được sức mạnh của nữ hoàng. Chuột vương liều mạng vận công bắt đầu luyện hóa nữ hoàng. Giờ phút này, khóe miệng Dương Bách Xuyên lộ ra tia cười lạnh không dễ phát hiện. Hắn không hề để ý việc nữ hoàng trong bụng chuột vương thỏa sức cắn nuốt chân khí của mình, ngược lại còn rất vui mừng là đằng khác. Chỉ cần nữ hoàng cắn nuốt nguồn chân khí khổng lồ của hắn, đến lúc đó, hắn sẽ có cách giúp nữ hoàng phản vệ lại chuột vương. Thân là y sư và trận pháp sư, trận pháp phong ấn mà Dương Bách Xuyên bày trên bụng chuột vương nhìn như là trận phong ấn nhưng thật ra hắn đã lén lút động tay vào đó, gia tăng tốc độ cắn nuốt lực lượng đến từ bên ngoài của nữ hoàng, trợ giúp nàng ta trở nên cường đại hơn. Như vậy, chờ sau khi nữ hoàng cắn nuốt hết chân khí, hắn hủy trận pháp đi, nàng ta sẽ đủ sức mạnh phản vệ chuột vương ngay tức khắc. Sau khi chân khí của Dương Bách Xuyên bị nữ hoàng trong bụng chuột vương cắn nuốt 7-8 phần, hắn cảm nhận được sức mạnh của nữ hoàng đã cao hơn trước. Đương nhiên cao ở đây ý chỉ khả năng nữ hoàng sống lại đã tăng cao chứ không phải là thực lực tự thân của nàng ta. Hắn biết chuẩn bị tới lúc ra tay rồi. Giờ phút này, chuột vương vẫn đang dốc sức vận công luyện hóa nữ hoàng như cũ. Có điều sau một lúc, lão ta phát hiện hình như nữ hoàng chẳng có chút dấu hiệu đã bị luyện hóa nào hết. Chuột vương hơi bực bội, mở miệng hỏi Dương Bách Xuyên. Sao lại thế này? Vì sao bổn vương luyện hóa lại không có tác dụng gì? Nghe lão ta hỏi chuyện, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Chuột vương đạo hữu à, là ngươi luyện hóa chứ không phải ta chỉ giúp áp chế nữ hoàng trong bụng ngươi được thôi. Ngươi xem chân khí của ta đều bị nữ hoàng cắn nuốt sạch sẽ này, ngươi luyện hóa không được thì sao ta rõ? Chuột vương cũng sừng sốt, có điều lão ta vẫn cứ cảm giác có gì đó không thích hợp, thúc giục cỡ nào vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Sở dĩ chuột vương hỏi như vậy là vì bản năng lão mách bảo thằng nhóc này đang phá rối. Dương Bách Xuyên nói nghe cũng không sai, giờ phút này chân khí của hắn bị nữ hoàng cắn nuốt không ngừng, chính hắn còn đang bị kiềm chế, không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng luyện hóa lâu như vậy, thế mà chẳng si nhê gì, trong lòng chuột vương không khỏi bực bội. Chấm, không thể nào, vì sao bổn vương luyện hóa mãi vẫn không có tác dụng? Chuột vương khó hiểu. Rốt cuộc đến bây giờ Dương Bách Xuyên mới vui vẻ,
hắn nở nụ cười quỷ dị. Chuột vương đạo hữu à, đừng sốt ruột, để ta giúp ngươi một tay. Dứt lời, hắn thầm niệm, ngân châm trên bụng chuột vương bay vèo vèo lên. Chấm, quỳnh. Ngay sau đó một nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn ồ ạt từ bụng chuột vương, mắt thường cũng có thể thấy được khí lưu quay cuồng. Lúc Dương Bách Xuyên cảm nhận được nguồn sức mạnh bùng nổ, quả nhiên như hắn dự đoán, nữ hoàng đã dừng cắn nuốt chân khí của hắn, nháy mắt đã bùng phát ra ngoài, điên cuồng thâu tóm lực lượng của chuột vương. Nữ hoàng cộng sinh với chuột vương, tức là sức mạnh của hai người trói buộc với nhau. Chuột vương là vật dẫn để nữ hoàng trùng sinh, mặc kệ lão ta quay cuồng thế nào vẫn bị nữ hoàng cắn nuốt. Chỉ khi nữ hoàng nuốt chửng chuột vương, nàng ta mới có thể niết bàn trọng sinh. Nguồn lực để niết bàn trùng sinh vô cùng khổng lồ, chỉ có lực lượng của chuột vương mới đủ để chống đỡ đến khi nữ hoàng sinh ra. Lúc trước nàng ta cắn nuốt chân khí của Dương Bách Xuyên chỉ là một loại bản năng mà thôi, chưa kể Dương Mỗ còn cố tình động tay động chân trên trận pháp phong ấn. Chuột vương cố gắng dựa vào lực lượng cường đại của bản thân áp chế nữ hoàng cắn ngược lại mình nhưng không thành công, nữ hoàng vẫn đang không ngừng chiếm đoạt tinh huyết của lão ta, lão chỉ có thể giảm tốc độ mà thôi. Dương Bách Xuyên ngoài mặt giả vờ phong ấn nữ hoàng nhưng thật ra lại lén lút động tay vào trận pháp, cố ý để nữ hoàng cắn nuốt chân khí của hắn nhằm tăng mạnh quá trình phản phệ, đối tượng đứng mũi chịu sào đương nhiên là chuột vương. Sau khi hủy bỏ trận pháp phong ấn, nữ hoàng đã hấp thu 7-8 phần chân khí của Dương Bách Xuyên, chớp mắt bùng nổ y như hắn dự đoán, điên cuồng thâu tóm lực lượng của chuột vương. Chuột vương đang trong trạng thái thả lỏng, đối mặt với sự phản phệ của nữ hoàng, lão ta bất ngờ không kịp trở tay. Dương Bách Xuyên cũng nương vào sức mạnh của nữ hoàng mà bay vút ra thoát thân, tránh xa chuột vương. Chấm, hộc hộc. Hắn thở dốc từng cơn. Chấm, tên chết dẫm, ngươi dám tính kế bổn vương. À, cùng lúc đó, chuột vương tức tối thét lên. Dương Bách Xuyên ngoác miệng hít thở, nuốt 3 viên mẫu thụ linh đào bổ sung nguyên khí, lại lấy ra một đống rượu linh đào tu ửng ực. Rượu linh đào là do mấy vị thải châu nữ dùng linh đào sản xuất ra, chứa chân khí thuần khiết giúp bổ sung lực lượng đã bị nữ hoàng cắn nuốt của hắn. Dương Bách Xuyên mặc kệ chuột vương, nhanh chóng khôi phục chân khí. Thật ra hắn biết giờ phút này chuột vương bị cắn chả đang mang không nổi mình ốc. Lão ta bị nữ hoàng áp chế mọi mặt, chỉ còn nước chờ nữ hoàng trong bụng luyện hóa sạch sẽ mà thôi. Cho nên hắn hoàn toàn không lo bị chuột vương uy hiếp. Sau 10 hơi thở, chân khí trong người Dương Bách Xuyên đã khôi phục được 5 phần nhờ rượu linh đào. Hắn nhìn về phía chuột vương nằm im trên giường do bị nữ hoàng phản phệ, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp. Hắn biết nếu mình mặc kệ chuột vương, lão ta sẽ bị nữ hoàng trong bụng cắn nuốt sạch. Nhưng cũng từ đó, nữ hoàng sẽ trở thành một sự tồn tại càng khủng bố hơn. Một đầu yêu thú cấp vương đại viên mãn như chuột vương mà hắn đã không chắc chắn có thể đối phó được, huống hồ là nữ hoàng còn khủng bố hơn gấp bội. Vì vậy Dương Bách Xuyên biết hắn không thể để chuột vương chết, lỡ như lão ta bị cắn nuốt hoàn toàn, nữ hoàng một lần nữa sống lại, hắn sẽ càng nguy hiểm. Tình hình hiện tại đối với hắn là cơ hội vô cùng hiếm có, nếu nắm chắc. Hắn sẽ không chỉ thu phục được một tên chuột vương mà còn là chuột hoàng ngũ hành thuần huyết niết bàn trùng sinh. Thời gian rất gấp gáp, nhất định phải hành động trước khi nữ hoàng thôn phệ chuột vương hoàn toàn, bằng không chờ đến khi nàng ta ra đời, mọi thứ đã ngã ngũ, mạnh hắn cũng chẳng giữ được. Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy phương thức trùng sinh của nữ hoàng trong thần ma y điển, nói đơn giản là mượn dùng nơi âm sát nuôi dưỡng hồn phách của mình, dùng sức mạnh cực âm tẩm bổ, nếu cắn nuốt được sinh mạng tươi sống thì càng tốt. Mà chuột vương chính là kẻ xui xẻo đó, bị nữ hoàng mượn thân làm nơi niết bàn. Nữ hoàng cần cướp lấy tinh huyết của chuột vương để sống lại. Có điều cách này giống đoạt xá đều có tỷ lệ may rủi nhất định, chỉ cần nữ hoàng chưa hoàn thành quá trình thôn phệ chuột vương, phá bụng sinh ra đời, nàng ta vẫn sẽ phải chịu rất nhiều áp chế, ví dụ như lực lượng từ bên ngoài. Vậy nên Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng nước sinh mệnh cược một phen, thắng. Hắn có thể khống chế hai đầu chuột yêu ngũ hành là chuột vương và nữ hoàng trong bụng lão ta, thậm chí là khống chế toàn bộ tộc chuột yêu ngũ hành. Đây là một canh bạc khổng lồ. Đương nhiên bản thân Dương Bách Xuyên cũng tràn ngập nguy hiểm, bởi vì chính hắn cũng không biết nữ hoàng trong bụng chuột vương có thể bộc phát ra nguồn sức mạnh cỡ nào, thậm chí không rõ nước sinh mệnh có tác dụng hay không. Chẳng qua giờ không có thời gian để Dương Bách Xuyên tiếp tục suy xét. Hắn tiến lên một bước. Đi về phía chuột vương. Chấm, bổn vương muốn giết ngươi.
Chuột Vương tức tối trừng Dương Bách Xuyên, lão ta không bao giờ nghĩ tới thằng nhóc này lại dám tính kế mình. Phòng ngày phòng đêm, cuối cùng vẫn sa vào bẫy của đối phương. Dương Bách Xuyên không thèm để uy hiếp của Chuột Vương trong lòng, hắn tiến lên, trở tay vung một cái tát. Chấm, bốp, bàn tay đập mạnh vào đầu Chuột Vương, phát ra âm thanh lanh lảnh. Chấm, chết đến nơi còn uy hiếp ta, cho rằng ông đây không biết trong lòng ngươi đang âm mưu cái quỷ gì à? Nếu ta giúp ngươi luyện hóa nữ hoàng, ngươi sẽ lật mặt giết ta diệt khẩu liền đúng không? Xem ông đây là thằng ngu thật hả? Còn muốn giết ta không? Giết thử xem nào. Sở dĩ Dương Bách Xuyên ngang nhiên hành hung Chuột Vương là vì hắn biết rõ, lão ta lúc này chỉ là nỏ mạnh hết đà, dù có bị hắn đánh tơi bời cũng không đủ sức phản kháng. Chấm, a, ke ccc, bổn vương. Chấm, bốp. Chấm, vẫn dám mắng ông đây. Dương Mỗ vừa nói vừa nện lên đầu Chuột Vương. Chấm chấm, ngươi. Chấm. Bốp 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 bốp. Chuột Vương đang định chửi tiếp thì Dương Mỗ đang giơ nắm đấm cho một trận tơi bời. Chấm, đừng đánh, đừng đánh nữa. Đường đường yêu thú cấp vương đại viên mãn, bị Dương Bách Xuyên bón hành một trận nên hồn, cuối cùng cũng thành thật lại. Chấm, không mắng nữa, ai kia cười đắc thắng. Chấm, không, không dám, không dám. Chuột Vương bể đầu chảy máu run rẩy xin tha. Thật ra lão ta lúc này rất muốn gào ầm lên gọi thủ vệ bên ngoài vào, chỉ là lúc trước sợ tộc nhân biết được bí mật trong bụng nên lão ta đã ra lệnh mặc kệ trong điện phát ra âm thanh gì cũng không được phép tiến vào. Bởi vậy, Chuột Vương bất đắc dĩ đành phải đầu hàng thôi, có la lên cũng vô dụng. Dương Mỗ nhếch miệng cười, ngoan lắm, há miệng ra, hẳn ta còn có thể cứu ngươi một mạng. Trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một giọt nước sinh mệnh lóng lánh. Dương Bách Xuyên cười híp mắt, trên đầu ngón tay hiện lên một giọt nước sinh mệnh màu xanh biếc, nhìn Chuột Vương nói. Nghe lời, ngoan ngoãn há miệng ra. Ánh mắt Chuột Vương trợn to, bản năng có thể cảm nhận được giọt nước xanh biếc mà Dương Bách Xuyên bảo lão ta uống chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Chấm, ngươi muốn làm cái gì? Đôi mắt tam giác của Chuột Vương đầy vẻ cảnh giác. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói. Không phải đã nói rồi à? Cứu mạng nhỏ của ngươi. Nếu ta đã đồng ý chữa bệnh cho ngươi, thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, há miệng đi. Chuột Vương tức giận nói. Ngươi coi bổn vương là tiểu yêu 3 tuổi chắc. Chấm, ngươi có lựa chọn sao? Dương Bách Xuyên thản nhiên nói. Ta đã nói thứ này có thể cứu mạng nhỏ của ngươi, tin hay không tùy ngươi. Tiểu gia ta cũng không có hứng lừa ngươi, tự mình trải nghiệm xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu dưới sự cắn nuốt của nữ hoàng. Chuột Vương nhìn vẻ mặt nắng mưa thất thường của Dương Bách Xuyên. Đúng thật như Dương Bách Xuyên nói, bây giờ sức mạnh toàn thân của lão ta đã bị nữ hoàng trong bụng áp chế, giống như cá nằm trên thớt, thời gian dài chắc chắn sẽ bị nữ hoàng cắn nuốt hoàn toàn, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Trong cảm nhận của Chuột Vương, giọt nước hiện lên giữa Dương Bách Xuyên tràn đầy sức sống mạnh mẽ, chắc là tiên bảo gì đó, nhưng mà Chuột Vương cũng không tin Dương Bách Xuyên sẽ tốt bụng cứu lão ta như vậy. Cuối cùng Chuột Vương suy nghĩ xong vẫn há miệng ra, kết quả xấu nhất chẳng qua chính là bị nữ hoàng cắn nuốt, uống giọt nước của Dương Bách Xuyên tệ lắm cũng là chết thôi. Nhưng nếu như chết, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không cần thiết phải đích thân ra tay, đợi nữ hoàng cắn nuốt hết sức mạnh của lão ta không phải xong việc rồi à? Cần gì phải làm chuyện dư thừa? Cho nên Chuột Vương đã há miệng, muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, bây giờ lão ta cũng hết cách rồi, lỡ như Dương Bách Xuyên nói thật thì sao? Đầu ngón tay Dương Bách Xuyên búng một giọt nước sinh mệnh vào trong miệng của Chuột Vương. Sau đó hắn vận chuyển càn khôn nhãn nhìn chằm chằm bụng của Chuột Vương. Không biết sẽ xảy ra thay đổi gì. Dù sao sự tồn tại trong bụng Chuột Vương cũng là chuột hoàng ngũ hành. Lỡ như nước sinh mệnh không có tác dụng thì sao? Mặc dù một giọt nước sinh mệnh đã được Dương Bách Xuyên đưa vào trong miệng Chuột Vương, nhưng cụ thể có hiệu quả hay không thì hắn cũng không nắm chắc. Sau khi vận chuyển càn khôn nhãn, hắn nhìn bụng Chuột Vương chằm chằm chính là muốn xem hiệu quả. Càn khôn nhãn có thể nhìn thấu những điều vô căn cứ, nó là sản phẩm sau khi bình càn khôn thăng cấp tiến hóa, có thể nhìn thấu tình hình trong bụng của Chuột Vương. Dương Bách Xuyên nhìn chăm chú bằng càn khôn nhãn, chỉ thấy Chuột Vương nuốt giọt nước sinh mệnh xuống, sau đó không hề tan ra, ngược lại đột nhiên bị chuột tím, hoặc nói là nữ hoàng trong bụng Chuột Vương cắn nuốt rồi. Thấy cảnh này, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt vui mừng,
hắn vốn muốn dùng giọt nước sinh mệnh này để thử khống chế chuột vương, không ngờ đã bị nữ hoàng trong bụng lão ta nuốt mất. Lúc này thì bớt việc rồi. Giờ phút này Dương Bách Xuyên nhìn người nữ hoàng chằm chằm, nếu nước sinh mệnh có thể khống chế nữ hoàng, vậy thì hắn hoàn toàn không còn nguy hiểm, còn có thể khống chế một chuột hoàng và một chuột vương. Đương nhiên đối với chuột vương thì vẫn cần giọt nước sinh mệnh thứ hai. Lúc này, chuột vương nói, bị nữ hoàng nuốt rồi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, đừng nóng vội. Trong lúc nói, nụ cười trên mặt Dương Bách Xuyên càng ngày càng đậm. Càn khôn nhãn của hắn đã thấy cả người nữ hoàng chấn động, khí tức nháy mắt tăng vọt lên sau khi nuốt nước sinh mệnh. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên mừng như điên, hắn biết nước sinh mệnh đã có tác dụng đối với nữ hoàng chuột yêu. Bây giờ xem ra nước sinh mệnh hợp dùng với tất cả yêu tộc, chỉ cần nuốt vào thì đều có thể khống chế, mặc kệ tu vi cao hay thấp. Nói không hề khoa trương, lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên vừa động đã khiến nữ hoàng chuột yêu ngoan ngoãn nghe lời. Nước sinh mệnh là đồ trong không gian bình càn khôn của hắn, chủ nhân của không gian bình càn khôn chỉ cảm ứng chút đã có thể cảm ứng được nước sinh mệnh. Trong lòng Dương Bách Xuyên chắc chắn cảm nhận được nước sinh mệnh, ngay sau đó trong bụng chuột vương đã phát ra một tiếng kêu chói tai. Dương Bách Xuyên nghe rất rõ tiếng kêu này tràn đầy đau khổ. Cuối cùng hắn cũng yên tâm rồi. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm nhận được một khí tức cuồng bạo bộc phát, quét thẳng về phía hắn. Chấm, hừ. Dương Bách Xuyên biết là nữ hoàng trong bụng chuột vương đang phản kháng, hắn hừ lạnh rồi cảm ứng nước sinh mệnh, thúc giục nước sinh mệnh bắt đầu vận chuyển. Chấm, a, chít. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra cũng bị dập tắt trong phút chốc. Chuột vương đột nhiên nói, ế, hình như lực cắn nuốt ta dừng lại rồi, ha ha ha. Lúc cười ha hả, ánh mắt chuột vương đỏ ngầu, đột nhiên tóm về phía Dương Bách Xuyên. Trong lòng chuột vương biết rõ là giọt nước xanh biếc mà Dương Bách Xuyên cho vào miệng của lão ta đã có tác dụng to lớn. Giọt nước lại bị nữ hoàng nuốt mất, qua tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, chuột vương đoán ra được giọt nước xanh biếc trong tay Dương Bách Xuyên chắc chắn có thể sinh ra uy hiếp to lớn đối với nữ hoàng, cho nên nữ hoàng đã dừng cắn nuốt lão ta. Trong nháy mắt, chuột vương không còn bị sự cắn nuốt của nữ hoàng trói buộc, lão ta vận chuyển yêu lực tóm về phía Dương Bách Xuyên. Theo lão ta thấy chỉ cần bắt được Dương Bách Xuyên, để tên nhóc này khống chế nữ hoàng, thì lão ta được cứu rồi. Phản ứng của chuột vương không thể nói là không nhanh, ý tưởng cũng không tệ. Nhưng lão ta đã quên mất một điều, Dương Bách Xuyên có cách để xử lý nữ hoàng trong bụng lão ta thì cũng có cách để xử lý lão ta. Đối mặt với chuột vương, Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười, sao hắn có thể không hiểu điều chuột vương nghĩ chứ? Trong lòng hắn chợt động. Trực tiếp ra một mệnh lệnh cho nữ hoàng trong bụng chuột vương, tiếp tục cắn nuốt chuột vương. Chấm, a, móng vuốt đã sắp tóm được Dương Bách Xuyên rồi, nhưng nháy mắt chuột vương thấy mặt Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lẽo, lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên ngay sau đó nữ hoàng trong người lão ta đã lại bắt đầu cắn nuốt. Trong phút chốc, móng vuốt của chuột vương cách đỉnh đầu Dương Bách Xuyên hơn một ngón tay, cả người mất sức lực, miệng kêu lên thảm thiết. Sức mạnh của nữ hoàng ở trong người bộc phát đủ để khiến chuột vương chết đi sống lại. Thấy chuột vương kêu thảm thiết, Dương Bách Xuyên cười lạnh lùng, lúc lật tay lại xuất hiện một giọt nước sinh mệnh ở đầu ngón tay, nói. Há miệng. Trong mắt chuột vương hiện vẻ sợ hãi, bây giờ tất nhiên lão ta đã hiểu giọt nước hiện ra ở ngón tay của Dương Bách Xuyên có thể khống chế nữ hoàng. Mạnh mẽ như nữ hoàng còn bị Dương Bách Xuyên khống chế, đương nhiên cũng có thể khống chế chuột vương như lão ta. Dưới ánh mắt lạnh nhạt chăm chú của Dương Bách Xuyên, cả người bị sức mạnh của nữ hoàng cắn nuốt, lão ta không hề có sức phản kháng, hoàn toàn không dám há miệng. Nhưng lần này Dương Bách Xuyên đã khống chế nữ hoàng trong bụng chuột vương, tức là đã nắm được mệnh môn của chuột vương, còn sợ chuột vương không phối hợp sao. Trong lòng hắn chợt động, lại để nữ hoàng ra sức lần nữa, ngay sau đó chuột vương đau khổ kêu lên, ngón tay Dương Bách Xuyên búng giọt nước sinh mệnh thứ hai vào trong miệng của chuột vương. Lần này Dương Bách Xuyên không để nữ hoàng nuốt giọt nước sinh mệnh thứ hai, mà để nước sinh mệnh này nổ tung trong người chuột vương. Giọt nước sinh mệnh thứ hai là chuẩn bị cho chuột vương. Một lát sau, Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn khống chế sinh tử của chuột vương. Tác dụng thần kỳ của nước sinh mệnh đối với yêu tộc được thể hiện ra. Sau khi chuột vương uống giọt nước sinh mệnh thứ hai, khí tức trong người đột nhiên bộc phát, toàn thân tỏa ánh sáng tử kim chói mắt. Trên người của chuột vương khoác lên phù văn, ánh sáng tử kim lấp lánh không ngừng.
Dần dần màu sắc trên người lão ta càng đậm hơn, hai màu tím vàng lúc ban đầu từ tử thiên về màu tím. Dương Bách Xuyên biết đây là thể hiện của tiến hóa huyết mạch, còn biết đây là thể hiện thần kỳ của nước sinh mệnh đối với yêu tộc. Lúc này trong lòng hắn chợt động, ra lệnh cho nữ hoàng trong bụng chuột vương ngừng cắn nuốt chuột vương, để lão ta tiến hóa huyết mạch. Dù sao bây giờ hắn đã khống chế chuột vương và nữ hoàng trong bụng lão ta rồi, nhất là sau khi chuột vương tiến hóa huyết mạch, thì sẽ hoàn toàn dung hợp với nước sinh mệnh, đến lúc đó hắn càng dễ khống chế hơn. Tác dụng dung hợp của nước sinh mệnh là toàn diện, có thể dung hợp vào nhục thể huyết dịch của yêu tộc, thậm chí là yêu hồn. Cho nên dù chuột vương có huyết mạch mạnh mẽ cũng chẳng ăn thua gì. Mấy phút sau, màu vàng trên người chuột vương gần như đã biến mất, chuyển thành màu tím, nhưng ánh mắt không phải màu tím quá đậm. Chuột vương đã tiến hóa thành huyết mạch ngũ hành sơ kỳ, nhưng vẫn kém hơn huyết mạch của nữ hoàng trong bụng lão ta. Có điều có thể tiến hóa từ 4 loại huyết mạch thành 5 loại huyết mạch đã coi như là tồn tại cao nhất trong huyết thống tộc chuột ngũ hành rồi. Chấm, chuột vương ngũ hành bái kiến. Chủ nhân, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng chuột vương biết bây giờ Dương Bách Xuyên là chủ nhân của lão ta, giọt nước kia đã hoàn toàn dung hợp khiến huyết mạch lão ta tiến hóa, nhưng cũng bị Dương Bách Xuyên hoàn toàn khống chế sinh tử. Chuột vương ngũ hành có thể cảm nhận được chỉ cần Dương Bách Xuyên muốn, thì một ý niệm đã có thể khiến lão ta hồn bay phách tán từ tận sâu trong linh hồn. Dương Bách Xuyên cười he he, kiếm đầu long trong tay chợt hiện lên, hắn nhìn chuột vương nói. Được rồi, nằm yên, bổn chủ nhân mổ lấy thai cho ngươi. Cả người chuột vương run lên, nhìn kiếm sắc xuất hiện trong tay Dương Bách Xuyên, mặc dù không hiểu mổ lấy thai là có ý gì, nhưng lão ta nhìn ra được, hình như Dương Bách Xuyên muốn dùng kiếm với lão ta. Chuột vương nhìn Dương Bách Xuyên lắc lư kiếm sắc, hơi run rẩy nói. Chủ nhân, bổn vương, không, ta đã thần phục chủ nhân rồi, ngươi sẽ không giết ta chứ? Dương Bách Xuyên khinh bỉ nói, muốn giết ngươi thì một suy nghĩ của bổn chủ nhân là đủ, không cần dùng kiếm, đã bảo muốn mổ lấy thai cho ngươi rồi. À đúng rồi, mổ lấy thai chính là lấy đứa con trong bụng của ngươi. Mà cũng không đúng, là lấy nữ hoàng trong bụng của ngươi ra ngoài. Chấm, bây giờ nàng ta không thể hấp thụ tinh huyết sức sống của ngươi, nếu như không mượn ngoại lực thì không thể ra được. Thế nào, ngươi không bằng lòng ư, muốn để nữ hoàng ở mãi trong bụng của ngươi sao? Chấm, không, thuộc hạ bằng lòng, xin chủ nhân ra tay nhẹ chút. Chuột vương nơm nớp lo sợ nói, lão ta nhìn ra được Dương Bách Xuyên là muốn mở cái động trên bụng của lão ta. Nhưng chuột vương cũng hết cách, bây giờ sinh tử của lão ta đều nằm trong tay của Dương Bách Xuyên. Hơn nữa lão ta cũng không hy vọng nữ hoàng ở mãi trong bụng. Nên lão ta chỉ đành cứng ra đầu bảo Dương Bách Xuyên ra tay nhẹ chút. Chấm, đừng nói thừa, mau nằm yên. Bổn chủ nhân ra tay có chừng mực, sẽ không đau. Dương Bách Xuyên mất kiên nhẫn nói. Chuột vương chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên. Dương Bách Xuyên giơ tay hạ kiếm, ánh sáng lạnh lướt qua trên da bụng của chuột vương. Chấm, a, à. Chuột vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên bị tên này làm cho tức cười, đường đường đại yêu cấp tôn vương đại viên mãn lại sợ đau. Hắn dùng kiếm tất nhiên có chừng mực, chỉ là cắt ra bụng của chuột vương để nữ hoàng trong bụng lão ta ra ngoài. Chút đau đớn này đối với tu sĩ chỉ là đau đớn rách chút ra thôi, không ngờ tên này đã phát ra tiếng kêu như giết lợn. Nhưng mà ngay sau đó Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra, không phải chuột vương sợ đau, có thể sợ đau là phản ứng bản năng, nhưng lúc này là đau thật. Bởi vì sau khi kiếm của hắn cắt rách ra bụng của chuột vương, ánh sáng màu tím đột nhiên bộc phát, mức độ chói lóa vô cùng nhức mắt, kèm theo khí tức mạnh mẽ không gì sánh bằng. Đây là nữ hoàng trong bụng chuột vương ra đời rồi, cho nên chuột vương kêu thảm là vì nguyên nhân này. Nữ hoàng ngũ hành cách một thời đại đã niết bàn trở lại thế gian, quả thật là phải có chút động tĩnh mới đúng, cũng là bình thường. Ngay sau đó, trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên xuất hiện một ánh sáng màu tím nhức mắt chui ra khỏi bụng của chuột vương, một cục năng lượng màu tím to như cái chậu rửa mặt hiện ra. Cũng là quầng sáng màu tím, ánh sáng màu tím này còn tinh khiết hơn ánh sáng sau khi chuột vương tiến hóa, rõ ràng đây là huyết mạch cao cấp nhất của tộc chuột ngũ hành. Nữ hoàng trong bụng chuột vương ra đời rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Bách Xuyên, ánh sáng tím này trôi nổi chui ra khỏi bụng chuột vương, rơi xuống mép giường ngọc. Ngay sau đó ánh sáng màu tím dần dần tản ra, một con chuột toàn thân màu tím đậm to bằng con chó con, ấn đường còn có phủ văn do lông màu trắng tạo thành.
ngoại hình đúng là giống như con sóc lông dài. Dương Bách Xuyên nhìn chuột hoàng này, chuột hoàng cũng nhìn chằm chằm, đánh giá Dương Bách Xuyên. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên thấy mắt tam giác của chuột hoàng là màu đen xì, nhưng con ngươi lại là màu tím đậm, lấp lánh ánh sáng màu tím. Trong nháy mắt lóe qua hai tia màu tím, lại khiến cả người Dương Bách Xuyên run lên, đầu óc hơi choáng váng. Chấm, hừ, nghiệp chướng. Dương Bách Xuyên biết là xảy ra chuyện gì, hắn không ngờ chuột hoàng tím này vừa ra đời đã dám giở thủ đoạn với hắn. Ánh sáng màu tím lóe qua trong mắt nàng ta xông vào thẳng thần hồn, hắn đã biết nghiệp chướng này lại có ý đồ khống chế chủ nhân như hắn. Điều này khiến Dương Mỗ phẫn nộ rồi, chuột hoàng tím từng dùng nước sinh mệnh, cho dù là thần thú đều nằm trong ý niệm khống chế của hắn. Trong lòng hắn chợt động, đã đánh tan ánh sáng màu tím chợt lóe lên trong con ngươi của chuột hoàng tím đang lao thẳng đến thần hồn của hắn, rồi lập tức dẫn động nước sinh mệnh. Chấm, a, chít chít, a chủ nhân tha mạng, nô gia không dám nữa. Chuột hoàng tím lập tức kêu thảm thiết, lặn xuống khỏi giường, lăn lộn trên mặt đất, bốn chân co rúm lại. Chấm, chít, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Chuột hoàng tím vừa lăn lộn trong đau khổ, vừa kêu thảm thiết. Trong miệng lại vang lên một giọng nữ dễ nghe như tiếng chuông bạc. Mặt Dương Bách Xuyên lạnh lùng, không hề có ý dừng lại, tiếp tục dẫn động nước sinh mệnh, trong lòng hừ lạnh nói. Nuốt nước sinh mệnh của tiểu gia rồi thì các ngươi chính là Tôn Ngộ Không, tiểu gia chính là Đường Tam Tạng niệm chú Kim Cô, cho dù tu vi của ngươi thông thiên cũng phải biến thành một con sâu nghe lời tiểu gia. Sau mấy phút, lông mượt mà tỏa sáng khắp người chuột hoàng tím đều bị mồ hôi làm ướt sũng, dính hết lên người. Nằm im không động đậy ở dưới đất, lúc này Dương Bách Xuyên mới dừng sự trừng phạt đối với chuột hoàng tím. Chuột vương đã đứng dậy, vết thương trên bụng đã khép lại. Sau khi nơm nớp lo sợ xuống khỏi giường ngọc, cả người lão ta chợt lóe sáng biến thành một ông già lưng gù, bộ râu dài màu tím nhạt, khoảng 70-80 tuổi, nhưng trên người mặc vương bào tử kim trông vô cùng uy nghiêm. Thấy chuột hoàng bị Dương Bách Xuyên giày vò tới chết đi sống lại. Chút suy nghĩ còn sót lại trong lòng chuột vương cũng tan thành mây khói. Chuột vương vốn nghĩ đợi sau khi nữ hoàng trong bụng ra đời, bọn họ sẽ ra tay đánh chết Dương Bách Xuyên. Nào biết nữ hoàng vừa ra ngoài đã ra tay với Dương Bách Xuyên, ngược lại tay của Dương Bách Xuyên còn chưa cử động, một ý niệm đã khiến nàng ta phục tùng, nằm dưới đất không động đậy như chó chết. Điều này khiến chuột vương kinh hồn bạt vía, lão ta biết chuột hoàng ngũ hành cũng không thể làm gì được Dương Bách Xuyên. Chuột vương vừa tiến hóa huyết mạch ngũ hành như lão ta càng không thể làm gì, trong lòng quyết định cắt đứt suy nghĩ kia. Phản kháng sẽ là sống không bằng chết. Lúc này Dương Bách Xuyên cố ý vô tình dừng mắt nhìn chuột vương, nở nụ cười trêu đùa nói. Chuột vương, ngươi cũng thử xem. Chấm, phịch, chuột vương vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ, nói. Chủ nhân minh giám, thuộc hạ không dám, tuyệt đối không dám. Chấm, ha ha. Vừa nãy trong lòng ngươi không phải nghĩ như vậy nha. Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười. Chấm chấm, chủ nhân tha mạng, thuộc hạ tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Lúc nói chuyện, chuột vương còn dập đầu không ngừng. Chấm, hừ, lần này tha cho các ngươi, còn có lần sau thì chém chết không tha. Quên nói với các ngươi, trong lòng các ngươi có bất cứ tà niệm gì đối với bổn chủ nhân sẽ biết ngay lập tức, cho nên. Đừng ôm ảo tưởng. Dương Bách Xuyên lạnh lùng cảnh cáo. Chấm, vâng vâng vâng, thuộc hạ tuyệt đối không dám, cả đời cũng không dám. Chuột vương bị dọa sợ rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn chuột hoàng tím nằm dưới đất, nói. Thế nào, còn không đứng dậy, có phải còn muốn thêm lần nữa không? Vừa nghe Dương Bách Xuyên nói dứt lời, chuột hoàng nằm như chó chết dưới đất lấp lóe ánh sáng màu tím, lập tức biến thành một nữ tử mặc áo tím, dáng vẻ khoảng 15-16 tuổi. Đôi mắt trông cũng không phải mắt tam giác, chỉ là hơi nhỏ, híp thành một khe hở. Vẻ mặt nàng ta sợ tới mức trắng bệch, nói. Chủ nhân khai ân, nô gia không dám nữa. Chấm, hừ, cho ngươi cũng không dám. Dương Bách Xuyên không quá bất ngờ vì chuột hoàng tím biến thành nữ tử, điều này nằm trong dự đoán của hắn. Sau đó hắn nói, đều đứng dậy đi. Hắn bảo chuột vương và chuột hoàng tím đứng dậy. Đợi sau khi hai người đứng dậy. Chuột vương vô cùng xấu hổ nhìn chuột hoàng tím, nhưng vẫn khom người nói. Bái kiến cụ bà, nói về bối phận, lão ta phải gọi nàng ta là cụ bà. Chấm, hừ, con cháu bất hiếu, đều là ngươi hại. Chuột hoàng tím hừ lạnh với chuột vương, nếu không phải Dương Bách Xuyên ở bên cạnh,
nàng ta đã giết chết đứa con cháu bất hiếu như chuột vương. Nàng ta vốn có thể mượn tinh huyết của chuột vương niết bàn sống lại, nhưng chuột vương lại không chịu hy sinh cho cụ bà như nàng ta. Ngược lại còn mời quái thai Dương Bách Xuyên đến, bây giờ thì hay rồi, cả hai người đều bị khống chế thành nô lệ. Chấm, ta, chuột vương há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Dương Bách Xuyên lại thấy vui vẻ trong lòng, hắn cảm thấy sự bỉ ổi của chuột vương và chuột hoàng tím rất buồn cười. Trải qua một cuộc trị liệu chấn động lòng người, cuối cùng hắn vẫn trở thành người chiến thắng lớn nhất. Tạm thời không nói chuột hoàng tím, bây giờ chuột vương đã tiến hóa thành chuột vương huyết mạch ngũ hành, thực lực tiến thêm một bước lớn, mặc dù lão ta vẫn chưa bước vào cấp thiên yêu, nhưng cũng là một bước xa. Trong đại yêu cấp tôn vương, thực lực bây giờ của chuột vương chắc đủ để đối phó với bất cứ một ai trong tứ đại yêu tôn đông nam tây bắc của dãy núi vạn yêu rồi. Còn về chuột hoàng tím, Dương Bách Xuyên biết rõ chuột già này là bị hắn cưỡng chế cắt ngang cắn nuốt chuột vương, tức là chưa niết bàn thành công, nhưng vẫn có sức mạnh không thể xem thường. Trong cảm nhận, ngoài mặt lúc này trông chuột hoàng tím rất bình thường, nhưng Dương Bách Xuyên lại biết trong người nàng ta có năng lượng vô cùng to lớn. Một khi bộc phát thì vô cùng đáng sợ. Chuột hoàng mượn bụng chuột vương dựng dục niết bàn, bị hắn cưỡng chế cắt ngang phải ra đời sớm, chẳng khác nào giống như trẻ sơ sinh chưa đủ tháng, sinh ra đã non yếu, cho nên sức mạnh của nàng ta tạm thời không ổn định, sau này từ từ tu luyện khôi phục có lẽ sẽ có thể mạnh lên. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không rõ cụ thể chuột hoàng này là thực lực gì. Thế là hắn hỏi, cái đó, chuột hoàng, ngươi là thực lực gì? Chấm, chủ nhân, nô gia có tên, gọi là tử hoàng. Thời đại trước tức là 60 vạn năm trước, tu chân giới gọi ta là mẹ ngũ hành, lúc huy hoàng nhất tu vi của nô gia có thể sánh ngang với tiên tôn tiên giới. Nhưng mà bây giờ thực lực và tu vi niết bàn trùng sinh đều bắt đầu lại từ đầu, có điều cho dù là như vậy, thì nô gia vẫn mạnh mẽ hơn chuột vương. Tử hoàng nói. Dương Bách Xuyên nghe chuột hoàng tím nói xong, trong lòng vô cùng chấn động. Lời nói của nàng ta tiết lộ ba thông tin. Một. Theo lời nàng ta thì một thời đại là 60 vạn năm, tức là nàng ta sống lại sau 60 vạn năm. 2. Thời đại trước nàng ta sánh ngang với tiên tôn tiên giới. Dương Bách Xuyên từng nghe sư phụ nói tiên tôn là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiên giới. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết tiên tôn tiên giới mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn là nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Không ngờ kiếp trước chuột hoàng tím lại ngang ngửa tiên tôn. Thông tin thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất. Theo lời chuột hoàng tím thì nàng ta niết bàn trùng sinh bị Dương Bách Xuyên cắt ngang, tương đương bán thành phẩm chưa niết bàn thành công, vì vậy tuy hiện giờ nàng ta đã xuất thế nhưng tu vi đã giảm đáng kể. Nhưng cho dù vậy thực lực vẫn mạnh hơn chuột vương. Nói cách khác, thực lực của chuột hoàng tím nằm trong khoảng tôn vương đại viên mãn đến thiên yêu, ở tu chân giới cũng được tính là cao thủ. Cấp bậc thiên yêu của yêu tộc tương đương cảnh giới phi thăng của nhân tộc. Không thể khinh thường. Do đó, Dương Bách Xuyên rất vui khi thu phục được hai đại yêu. Hơn nữa, chuột vương còn là vua của tộc chuột yêu ngũ hành. Chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng thu phục được chuột vương đã chẳng khác nào nắm giữ tình hình của dãy núi vạn yêu và thái hoang. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo của hắn. Hắn vẫn luôn muốn thu phục các yêu vương lớn nhỏ ở dãy núi vạn yêu để thành lập thế lực của mình. Nhưng từ khi hắn mở yêu y quán ở thành vạn yêu, chỉ có những yêu quái nhỏ đến khám bệnh. Không có yêu vương thống lĩnh một ngọn núi nào cả. Mà thu phục tiểu yêu thì không có tác dụng lớn với Dương Bách Xuyên. Hắn vẫn luôn khó hiểu tại sao yêu y quán khai trương nửa năm mà không có yêu vương nào đến khám bệnh, không tìm được cơ hội. Hắn muốn tìm hiểu tin tức, nhưng đến giờ vẫn không nghe ngóng được gì ở thành Vạn Yêu chứ đừng nói chi đến cả dãy núi Vạn Yêu bên ngoài thành Vạn Yêu. Mà bây giờ hắn đã thu phục được chuột vương kẻ đứng đầu tộc chuột được gọi là chuột vương ngũ hành thái hoang. Như vậy là hắn đã có hệ thống tình báo, chỉ cần sai chuột vương ngũ hành đi nghe ngóng tình hình của các yêu vương, đến lúc đó hắn sẽ dựa vào tin tức tình báo để thu phục yêu vương độc chiếm các núi. Dương Bách Xuyên trầm tư một lúc, sau đó hỏi chuột vương. Ngươi nói cụ thể xem diện tích phân bố của tộc chuột yêu ngũ hành các ngươi ở Thái Hoang là bao nhiêu? Hiện tại chuột vương cực kỳ thành thật, nghe Dương Bách Xuyên hỏi, lão ta vội vàng trả lời với dáng vẻ hơi mất tự nhiên. Bẩm chủ nhân. Tính ra thì diện tích phân bố của tộc ta là khu ngoại vực Thái Hoang, nhưng chủ yếu là giới hạn ở dãy núi Vạn Yêu, không thể nào tiếp xúc với một số nơi. Khụ khụ,
dù sao ở Thái Hoang cũng có nhiều tộc khác không kém gì tộc ta. Con cháu tộc ta đào hang xây đường hầm cũng phải suy xét, có một số nơi không thể động đến. Khu vực bức xạ mạnh nhất là dãy núi Vạn Yêu, còn ngoại vực Thái Hoang thì nơi tộc ta chạm đến không lớn lắm. Dương Bách Xuyên trợn trừng mắt, vậy là lúc trước ngươi nói với ta cái gì mà tộc các ngươi phân bố ở cả trong lẫn ngoài Thái Hoang, thậm chí khắp thu chân giới là chém gió hả? Chuột Vương ngượng chín mặt, đúng là lão ta chém gió đấy. Lúc này, Tử Hoàng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Không ngờ đám con cháu bất hiếu các ngươi lại hèn yếu đến vậy. Hồi bản vương còn sống, tuy không thể nói diện tích phân bố dưới lòng đất của tộc chuột ngũ hành ở khắp tam giới, nhưng cũng không kém lắm. Không ngờ đến thế hệ các ngươi thì ngay cả tu chân giới cũng không có năng lực phân bố, không chỉ có đầu rụt cổ ở Thái Hoang mà ngay cả ngoại vực Thái Hoang cũng không chạm vào được, đúng là bất tài. Bị Tử Hoàng mắng thẳng mặt, chuột vương vô cùng lúng túng. Lão ta nhỏ giọng cãi lại, tổ bà bà, ngài không thể nói như vậy được. Hiện tại cách thời gian ngài thống trị những một thời đại, 60 vạn năm đã trôi qua, huyết mạch của con cháu tộc ta ngày càng sa sút, rất nhiều thần thông truyền thừa đứt đoạn, tộc ta chưa tuyệt chủng đã là tốt lắm rồi. Tộc ta vẫn luôn tự hào về sức mạnh của huyết thống ngũ hành, nhưng rất nhiều truyền thừa đứt đoạn và thần thông pháp môn thức tỉnh huyết mạch càng ngày càng ít, dẫn tới huyết mạch của chuột vương thời đại này cao nhất cũng chỉ là 4 huyết mạch trong ngũ hành, không thể thức tỉnh huyết mạch ngũ hành hoàn chỉnh, không thể phát huy được sức mạnh của huyết mạch ngũ hành cường đại. Chưa nói tới đám con cháu bình thường, hiện tại 89 phần 10 con cháu tộc ta chỉ có một loại huyết mạch trong ngũ hành, có 2 đến 3 loại huyết mạch đã là thiên phú cao rồi. Do đó, tộc ta suy yếu, có đầu rụt cổ trong dãy núi Vạn Yêu cũng không thể trách ta. Chấm, hừ, ngươi là vua một tộc, tộc ta suy yếu không trách ngươi, chả lẽ lại trách tiền bối các đời trước. Tất cả là do ngươi bất tài, Tử Hoàng thẳng thừng khiển trách chuột vương. Chuột vương nổi giận vì bị Tử Hoàng cấp bậc cụ bà mắng là bất tài. Nhờ có Dương Bách Xuyên cho uống nước sinh mệnh nên huyết mạch của lão ta đã tiến hóa thành huyết mạch ngũ hành sơ kỳ, lá gan cũng lớn hơn. Bị Tử Hoàng mắng, lão ta bực bội đáp trả. Nếu không phải tổ tiên các đời trước mang hết bí pháp thức tỉnh huyết mạch vào mồ, thì tộc ta sẽ không ra nông nỗi này, muốn trách thì phải trách đám tổ tiên các ngươi. Chấm, ngươi, Tử Hoàng giận dữ. Chuột vương rụt cổ, trốn ra sau lưng Dương Bách Xuyên theo bản năng. Tuy lão ta mạnh miệng nhưng cũng biết cả hai đều mang huyết mạch ngũ hành nhưng thực lực chênh lệch một trời một vực, chuột vương biết Tử Hoàng trừng trị mình dễ như trở bàn tay. Dương Bách Xuyên nghe hai người cãi nhau cũng dở khóc dở cười. Thấy bọn họ sắp đánh nhau, hắn vươn tay ngăn cản. Thôi, đừng ầm ĩ nữa, ta có việc muốn nói. Dương Bách Xuyên vừa lên tiếng, Tử Hoàng và chuột vương lập tức tắt lửa giận, đồng thanh nói. Xin chủ nhân thứ lỗi. Hai người đều biết cho dù hiện tại bọn họ là vương hay hoàng thì cũng phải nghe lời Dương Bách Xuyên, bởi vì Dương Bách Xuyên là chủ nhân khống chế sự sống chết của bọn họ. Tất nhiên là bọn họ không dám khinh suất. Chấm, nghe đây, từ hôm nay trở đi chuột vương hãy thu thập và sắp xếp mọi tin tức về các yêu vương lớn nhỏ ở các ngọn núi thuộc dãy núi Vạn Yêu. Mỗi ngọn núi có bao nhiêu yêu tộc, tu vi thực lực thế nào, bản thể của yêu vương là gì, môi trường địa lý. Phải liệt kê thật chi tiết. Nhất là 4 đại yêu tôn chiếm giữ đông, tây, nam, bắc dãy núi Vạn Yêu. Còn nữa, hãy tìm hiểu tường tận thông tin về tộc Long Chủng Thanh Ngưu, bao gồm tình hình của bảo tàng của tộc Thanh Ngưu và các tộc nhân bị giam giữ. Bọn họ bị giam ở đâu, có ai trông coi hay không? Ta muốn biết toàn bộ. Ngoài ra, ta cần mọi thông tin về những nơi tộc chuột yêu ngũ hành các ngươi có thể tiếp xúc bên ngoài dãy núi Vạn Yêu. Trọng điểm của thông tin tình báo này nhằm vào 6 thánh địa lớn là Thánh địa Vạn Linh, Thông Thiên Cung, Thần Phù Linh Tông, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang, Thiên Kiếm Sơn. Ta muốn các ngươi theo dõi gắt gao hành tung của 6 thánh địa này. Không khó phải không? Dương Bách Xuyên thẳng thừng ra lệnh cho chuột vương. Chấm, bẩm chủ nhân, thu thập tin tức không khó, dù sao con cháu tộc ta có thể đi lại dưới lòng đất, còn các yêu tộc khác thì sống trên mặt đất. Các yêu tộc khác còn dễ tìm hiểu. Với bản lĩnh và thủ đoạn của con cháu tộc ta sẽ khó bị phát hiện. Nhưng ở địa bàn của 4 yêu tôn và những yêu vương có thiên phú cực cao thì rất khó thăm dò. Bởi vì lòng đất dưới ngọn núi của bọn họ có trận pháp mạnh bảo hộ, một khi con cháu tộc ta chạm vào sẽ bị phản phệ nghiêm trọng, vì vậy sẽ mất thời gian để nghe ngóng tin tức. Còn đám nhân tộc khiến chủ nhân lo lắng thì ta biết đấy. Cao thủ của 6 thánh địa lớn vẫn luôn canh chừng bên ngoài dãy núi Vạn Yêu,
hình như là chờ chủ nhân ra ngoài, đã hơn nửa năm rồi mà bọn họ vẫn không rời đi, coi bộ muốn chờ chủ nhân dài dài. Chuột Vương nói xong, Dương Bách Xuyên nhíu mày. Nhưng ngẫm lại thì Chuột Vương nói cũng đúng, dù sao tộc chuột yêu ngũ hành cũng sinh sống dưới lòng đất, một số đại yêu biết dưới lòng đất có chuột yêu thì tất nhiên sẽ có biện pháp phòng ngự. Điều này hết sức bình thường. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói. Vậy trước tiên ngươi hãy bắt đầu từ những yêu vương dễ ra tay, đối tượng khó nhằn thì cứ từ từ điều tra. Còn sáu thánh địa lớn thì tiếp tục theo dõi gắt gao, đừng manh động. Chuột Vương khom lưng đáp, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ nhanh chóng huy động tộc nhân tìm hiểu tin tức về các thế lực yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu, lúc cần thiết thuộc hạ sẽ đích thân ra tay. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời của Chuột Vương. Lúc này, Tử Hoàng lên tiếng, chủ nhân, thuộc hạ muốn truyền thụ một số bí pháp nâng cao huyết mạch của tộc ta. Chỉ cần sức mạnh huyết mạch của tộc nhân tăng cao thì có thể phục vụ hết mình cho chủ nhân. Chấm, được chứ, thế này nhé, người truyền thụ xong thì cùng ta quay về thành Vạn Yêu, Chuột Vương ở lại sắp xếp các thông tin về yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu cho ta, có tình huống gì xảy ra thì phải báo cáo kịp thời. Dương Bách Xuyên quyết định trở về thành Vạn Yêu, hắn dẫn theo Tử Hoàng là bởi vì hắn biết Tử Hoàng không đơn giản, giữ lại bên cạnh mình thì yên tâm hơn, và lại nàng ta có thể trở thành trợ thủ của mình. Dương Bách Xuyên không nán lại tộc chuột ngũ hành lâu, bởi vì nhóm Lục Yên Chi vẫn đang ở yêu y quán thành Vạn Yêu chờ hắn. Trước khi đi hắn đã dặn dò họ là nếu trong nửa năm hắn không trở về thì phải nghĩ cách chạy trốn. Mà bây giờ chuyến đi tộc chuột ngũ hành lần này đã chuyển nguy thành an, còn thu hoạch được một niềm vui bất ngờ, những gì cần giao phó hắn đều giao phó cả rồi, đã đến lúc trở về. Thế giới dưới lòng đất tuy tốt nhưng hắn không thích môi trường tối tăm không có ánh sáng mặt trời này. Thậm chí Dương Bách Xuyên cũng không thích sống trong thái hoang bởi vì thái hoang không có sự thay đổi ngày đêm. Nhưng tình thế bắt buộc, hắn không thể không tiếp tục sinh sống ở thành Vạn Yêu. Vì vậy, cần phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch thu phục các yêu vương dãy núi Vạn Yêu. Hiện tại hắn đã thu phục được chuột vương, có tộc chuột yêu ngũ hành hỗ trợ tìm hiểu tin tức thì hắn sẽ có thêm nhiều tai mắt ở dãy núi Vạn Yêu, kế hoạch thu phục các yêu vương dãy núi Vạn Yêu sẽ bắt đầu. Sau khi thu phục được thế lực của các yêu vương dãy núi Vạn Yêu, hắn sẽ ra khỏi dãy núi Vạn Yêu đối đầu với mấy thánh địa. Có bảy yêu dãy núi Vạn Yêu làm cơ sở, hắn sẽ từng bước thực hiện kế hoạch tạo dựng một thế lực hùng mạnh không thua gì chín thánh địa lớn, thậm chí còn mạnh hơn chín thánh địa lớn. Đến lúc đó, cho dù không xưng bá tu chân giới thì ít nhất người thân bạn bè của hắn cũng được yên ổn. Mặt khác, ba đồ đệ khác của sư phụ đều có sự nghiệp riêng. Hắn không muốn mình là đồ đệ kém cỏi nhất trong nhóm đồ đệ của sư phụ. Đương nhiên đây là tính toán trong đầu hắn, nhưng cũng là một bước quan trọng trên con đường cầu đạo. Thông qua những lần tiếp xúc với thế lực mấy thánh địa lớn, Dương Bách Xuyên hiểu ra một điều, muốn lăn lộn ở tu chân giới, người không chỉ cần tu vi thực lực mạnh mà còn phải có một thế lực cường đại thì người khác mới không dám tùy tiện bắt nạt ngươi. Nếu không, ở tu chân giới ngươi chỉ là một con kiến có chút thực lực mà thôi. Rốt cuộc thì hiện giờ hành trình tới tộc chuột yêu ngũ hành đã có một mở đầu. Chuột Vương đích thân tiễn chủ nhân Dương Bách Xuyên rời đi. Truyền tống trận đưa Dương Bách Xuyên đến thẳng bên ngoài thành Vạn Yêu. Hơn nữa, Chuột Vương hứa hẹn 10 ngày sau lão ta sẽ sắp xếp thỏa đáng toàn bộ thông tin về các yêu vương dãy núi Vạn Yêu rồi gửi tới thành Vạn Yêu cho Dương Bách Xuyên. Đương nhiên tộc chuột ngũ hành không biết Chuột Vương đã bị Dương Bách Xuyên thu phục. Dương Bách Xuyên cũng không muốn ai khác trong tộc chuột ngũ hành biết chuyện này. Nhưng sau này khó tránh khỏi phải tiếp xúc với Dương Bách Xuyên, cho nên Chuột Vương tạo cho Dương Bách Xuyên một thân phận đặc biệt trong tộc chuột yêu ngũ hành. Đó là thân phận quốc sư của tộc chuột ngũ hành, địa vị tương đương Chuột Vương, như vậy thì sau này Dương Bách Xuyên mới dễ dàng sai phái tộc chuột. Tộc chuột ngũ hành có truyền thừa văn minh riêng, có thành trì vương cung, có đại tướng trấn giữ các nơi, không khác gì một quốc gia nhân tộc. Do đó, Chuột Vương có lệnh sắc phong cho Dương Bách Xuyên làm quốc sư của tộc chuột ngũ hành cũng hợp lý. Địa vị tương đương với Chuột Vương, quyền lực rất lớn, có thể sai phái tộc chuột ngũ hành, như vậy là đủ rồi. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với sự sắp xếp này của Chuột Vương. Lúc đến hắn chỉ có một mình, được hai tiểu yêu tộc chuột ngũ hành dẫn đường. Lúc đi hắn mang theo một chuột hoàng, trên đầu còn có hào quang quốc sư của tộc chuột ngũ hành. Còn được Chuột Vương đích thân tiễn tới tận lối ra dưới lòng đất bên ngoài thành Vạn Yêu. Sau khi tới nơi, Chuột Vương nói, chủ nhân,
ta không vào thành Vạn Yêu đâu. Thật ra giữa các thế lực lớn ở dãy núi Vạn Yêu cũng có quy tắc ngầm, đó là không ai được thâm nhập địa bàn của ai. Thành Vạn Yêu là địa bàn của bốn yêu tôn Đông Nam Tây Bắc, thuộc hạ biết bốn người này, tất cả đều là cấp bậc tôn vương đại viên mãn. Nếu ta tự ý xuất hiện ở thành Vạn Yêu thì không chừng sẽ khiến bốn yêu tôn đoán giả đoán non, dẫn tới rắc rối không cần thiết. Đây cũng là lý do tộc nhân chúng ta không đào hầm trong thành Vạn Yêu mà chỉ đào đến bên ngoài thành Vạn Yêu. À đúng rồi chủ nhân, đây là pháp khí ngũ hành địa thính của tộc chuột ngũ hành. Sau này chủ nhân chỉ cần cắm nó xuống đất rồi thôi động chân nguyên là có thể triệu hoán tộc nhân tộc chuột ngũ hành ở khu vực xung quanh, tất cả mọi người sẽ nghe theo sự sai bảo của chủ nhân. Nói xong chuột vương lấy ra một pháp khí giống cái loa. Lúc cầm trong tay nó chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng sau khi thôi động chân nguyên nó lại dài ra 1 mét. Khi cắm đầu nhọn xuống đất, bản thân Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được trong lòng đất có từng vòng sóng rung rung giống như khuếch âm, chắc là triệu hoán mà chuột vương nói tới. Chấm, được, ta nhận, ngươi về đi, nhớ thu thập tin tức về các yêu vương dãy núi Vạn Yêu nhé. Dương Bách Xuyên nhận pháp khí địa thính, đồng thời nói với chuột vương. Chấm, cung tiễn chủ nhân, cung tiễn tổ bà. Chuột vương khom lưng chào tạm biệt Dương Bách Xuyên và chuột hoàng tím. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên dẫn theo chuột hoàng tím, hoặc có thể gọi nàng ta là tử hoàng, hai người ra khỏi hầm ngầm, nhưng lại phát hiện thấy mình từ trong một gốc cây lớn đi ra. Sau đó hầm ngầm khép lại. Quả nhiên bọn họ đi thêm một đoạn nữa là đến thành Vạn Yêu. Khi vào thành, Dương Bách Xuyên còn lo lắng tử hoàng không có yêu điệp. Bấy giờ hắn mới nhớ ra chuyện này, lòng hơi lo lắng. Có yêu điệp chứng minh thân phận thì mới được vào thành Vạn Yêu. Ban đầu Dương Bách Xuyên còn nghĩ nếu không vào được thì nghĩ cách báo cho Xuyên Sơn Giáp đến xử lý chuyện yêu điệp, nhưng nào ngờ Dương Bách Xuyên xuất hiện ở cổng thành lại gây ra náo động lớn. Từ xa đã có người hét lên, thần y về rồi. Chấm, là thần y trở về. Chấm, tốt quá, thần y về rồi, ca ca nhà ta được cứu rồi. Chấm, thần y. Những lời chào hỏi ân cần đầy kính trọng vang lên, trong đó có cả thủ vệ gác cổng thành. Dương Bách Xuyên không ngờ mình rời đi 3 tháng mà dân chúng trong thành Vạn Yêu lại chào đón mình như vậy. Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền biết tại sao lại thế. Chưa kể những người khác. Trong các thủ vệ gác cổng thành có yêu quái từng được hắn chữa trị, vì vậy bọn họ đều ghi nhớ điểm tốt của hắn. Rất nhiều yêu quái biết vị thần y là hắn đi xa chữa bệnh cho người ta, ai ai cũng mong hắn về sớm chút. Dù sao ngày nào thành Vạn Yêu cũng có yêu quái đánh nhau giết chóc, cũng có những yêu quái ra khỏi thành sông vào nơi nguy hiểm để thu thập thiên tài địa bảo, không tránh khỏi bị thương. Trước kia thành Vạn Yêu không có y tu. Từ khi Dương Bách Xuyên mở yêu y quán Vân Môn ở thành Vạn Yêu có thể nói là tạo phúc cho đám yêu quái trong thành Vạn Yêu. Nghe thấy những lời chào hỏi đầy kính trọng, Dương Bách Xuyên đột nhiên có chút cảm ngộ. Hắn biết tu đạo tu y đạo là một đại đạo trong thiên hạ. Y đạo chữa bệnh tích đức làm việc thiện không chỉ thể hiện ở nhân tộc. Vạn linh trên thế gian chỉ cần có linh trí thì đều là sinh linh, hắn chữa bệnh cho yêu quái cũng là làm việc thiện đúng lẽ trời. Điều này không chỉ thể hiện ở yêu tộc. Mà đạo hành thiện cũng ứng với yêu tộc. Trong những lời chào hỏi đầy kính trọng này có tiểu yêu tu vi thấp hơn hắn, cũng có đại yêu tu vi cao hơn hắn, tu vi cao thấp khác biệt nhưng chung một tiếng lòng. Dương Bách Xuyên biết con đường này mình đã đi đúng rồi. Thật không ngờ bất chi bất giác hắn đã tích lũy danh tiếng tốt như vậy ở thành Vạn Yêu. Hắn thầm nghĩ, cứ cái đà này thì cho dù không mượn sức tộc chuột ngũ hành, không lợi dụng sức mạnh của nước sinh mệnh, thì mình cũng nhận được sự ủng hộ của lượng lớn yêu tộc. Nếu có người gây sự với mình, chắc hẳn sẽ có yêu tộc giúp mình nhỉ. Sau khi chào hỏi từng người xong, Dương Bách Xuyên vào thành. Có một thủ vệ muốn kiểm tra yêu điệp thân phận của Dương Bách Xuyên nhưng bị một trong số các tướng lĩnh tát thẳng tay, tức giận mắng. Hắc điểu, người kiểm tra cái rắm, ai mà chẳng biết vị này là thần y của thành Vạn Yêu chúng ta. Sau này thằng nhãi nhà ngươi phải sáng mắt lên, nhớ cho kỹ vào. Sau này thần y ra vào thành ngươi không được kiểm tra nghe chưa? Nói không chừng một ngày nào đó thằng nhãi nhà ngươi bị thương cần thần y cứu chữa đấy, ngươi chẳng có mắt nhìn gì cả. Sau khi tên tướng lĩnh này trách mắng tên tiểu yêu chịu oan ức, hắn ta cười làm lành nói với Dương Bách Xuyên. Thần y đừng để bụng nhé, tên tiểu yêu này mới tới vài ngày nên không nhận ra thần y. Mời thần y vào thành. Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười. Không sao không sao. Các ngươi cũng chỉ làm tròn chức trách thôi mà.
Hắn vừa nói vừa lấy yêu điệp của mình ra, nhưng tên tướng lĩnh kia vội vàng ngăn cản. Thật sự không cần kiểm tra đâu thần y, người khác thì phải kiểm tra, riêng ngài thì không cần. Lần trước huynh đệ nhà ta trúng độc được thần y cứu, tiểu yêu còn chưa kịp cảm ơn. Chấm, thế thì không hay lắm đâu, ta còn có một dược đồng nữa. Tên họ Dương nào đó giả vờ giả vịt nhìn sang Tử Hoàng. Tên tướng lĩnh liếc nhìn Tử Hoàng bên cạnh Dương Bách Xuyên, là một tiểu nữ yêu mười mấy tuổi, và lại Dương Bách Xuyên nói là dược đồng. Hắn ta liên tục xua tay bảo tên họ Dương nào đó và Tử Hoàng vào thành, không cần kiểm tra. Nhờ đó, Tử Hoàng không có yêu điệp nhưng vẫn vào thành suôn sẻ. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã được trải nghiệm lợi ích của thân phận y sư. Hắn thầm quyết định sau này phải chữa bệnh nhiều hơn mới được, tích lũy danh tiếng cũng là một phần thực lực. Dương Bách Xuyên thuận lợi trở về, cuối cùng Vân Môn Yêu Y Quán và đám người Lục Yên Chi cũng có thể yên tâm, tất cả mọi người ăn mừng một phen. Hôm sau, Dương Bách Xuyên bắt đầu khám bệnh lại cho yêu quái. Bởi vì Dương Bách Xuyên rời đi 3 tháng, những yêu tới xem bệnh trước đó dồn lại ngày càng nhiều. Dương Bách Xuyên không nghỉ ngơi một tuần mới có thể khám xong 7-8 phần bệnh nhân ở yêu y quán, hắn thở phào một hơi. Cuối cùng, khoảng thời gian tiếp theo đã có thể khôi phục lại bình thường, dựa theo lệ cũ, nếu không có trường hợp cần cứu gấp thì phải xếp hàng, mỗi ngày có quá nhiều yêu bệnh đợi khám. Dương Bách Xuyên đã tăng lên 100 yêu quái. Dù là như vậy thì yêu quái tới đây xem bệnh cũng ngày càng nhiều, sau khi danh tiếng thần y truyền ra, đầu tiên là lấy thành vạn yêu làm trung tâm, sau đó không ngừng lan ra, bắt đầu từ mấy trăm dặm tới mấy ngàn dặm, tiếp theo là vạn dặm. Có yêu quái không ngại xa xôi vạn dặm đến đây tìm Dương Bách Xuyên xem bệnh. Liên tiếp mấy ngày, cho dù Dương Bách Xuyên có là tu chân giả thì cũng không tránh được mệt mỏi. Thế nên hắn quyết định chuẩn bị thu vài yêu tộc làm đệ tử, giúp hắn san sẻ, không giải quyết được bệnh hóc búa nhưng những vấn đề nhỏ thì vẫn có thể. Nếu không thì hắn muốn xem bệnh cho tất cả yêu quái, quả thật là chỉ có thể phân thân, dù là bệnh nhẹ hay nặng đều cần hắn đích thân xem khám. Hắn đã từng nghĩ để Lục Yên Chi, Thanh Ngưu, Thú Ngũ Hành, thậm chí là Hùng Bất Nhị và Xuyên Sơn Giáp, truyền dạy cho bọn họ y thuật, nhưng cái này còn phải dựa vào thiên phú và hứng thú của mỗi người. Điều khiến hắn buồn bực là, mấy người này không ai yêu thích y đạo, thậm chí là còn không hiểu rõ. Dương Bách Xuyên chỉ đành từ bỏ, hắn thu nhận thêm Tử Hoàng có thể giúp hắn chút việc, dù sao Tử Hoàng chính là cường giả thời đại trước, hơn nữa còn là cường giả có thể so ngang với cấp bậc tiên tôn của tiên giới. Mặc dù chưa từng nghiên cứu y đạo, cũng vì niết bàn thất bại, tu vi cảnh giới giảm mạnh chẳng khác nào tu luyện lại từ đầu, nhưng ánh mắt của Tử Hoàng lại không tầm thường, có thể giúp hắn giải quyết những bệnh vặt. Nhưng dù vậy thì vẫn không đủ, từ sáng tới tối hai người bọn họ đều kiệt sức. Dương Bách Xuyên biết nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không được, thế nên hắn chuẩn bị thu thêm mấy đệ tử học chuyên y đạo cho yêu y quán, giúp hắn xem bệnh. Đương nhiên, đệ tử của yêu y quán không được xem là đệ tử chính thức của hắn, chỉ có thể xem như đệ tử y đạo, giống với đệ tử truyền thừa Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, Võ Kiếm. Nhưng mà Dương Bách Xuyên nghĩ, nếu như có tư chất không tệ, cũng không phải không thể cân nhắc sau này thu nhận làm đệ tử truyền thừa. Sau khi Dương Bách Xuyên để Hùng Bất Nhị thông báo tin tức này ra ngoài, toàn bộ thành vạn yêu đều chấn động. Hắn cũng không tùy tiện nhận đệ tử cho yêu y quán, dĩ nhiên là có điều kiện. Đầu tiên là thế hệ thanh niên yêu tộc, phải có niềm yêu thích với y đạo. Thứ hai là có thể phân biệt ít nhất 1.000 loại linh dược. Thứ ba, tu vi không được thấp hơn độ kiếp sơ kỳ. Thứ tư là phải nghe lời. Dương Bách Xuyên đưa ra 10 điều kiện, tất cả đều do Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị kiểm định hoàn thành, sau khi thông qua, tới cuối cùng có thể trở thành đệ tử của yêu y quán hay không thì sẽ do Dương Bách Xuyên quyết định. Những điều kiện này được áp dụng cho toàn bộ dãy núi Vạn Yêu, không phân biệt huyết thống địa vị, tất cả đều bình đẳng như nhau. Thật ra, đẳng cấp tôn ti ở yêu tộc còn nghiêm ngặt hơn cả nhân tộc. Vậy nên khi Dương Bách Xuyên công bố tin tức này đã khiến tất cả mọi người ở dãy núi Vạn Yêu khen ngợi. Cho dù là nhân tộc hay yêu tộc thì truyền thừa vẫn luôn là vấn đề rất được coi trọng, Dương Bách Xuyên mở quán thu nhận đệ tử, coi như là để truyền thừa của mình lan rộng ra ngoài, đối với yêu tộc vẫn luôn ít ỏi về mặt y đạo mà nói thì chuyện này sẽ góp công đức rất lớn. Ở bất kỳ nơi nào, tu sĩ y đạo đều có địa vị được tôn sùng. Toàn bộ yêu tộc sôi sục. Yêu tộc lớn nhỏ ở dãy núi Vạn Sơn, ai lại không hy vọng hậu bối của mình sẽ xuất hiện một yêu am hiểu y đạo.
Thế là một cuộc cạnh tranh khốc liệt bắt đầu. Cánh cửa của yêu y quán đều bị đập phá, các thế lực lớn ở yêu tộc, ai cũng sợ hậu bối nhà mình không được chọn, cho nên vô hình tạo thành một quy tắc ngầm. Những yêu tộc tới đây báo danh không dám tìm thẳng Dương Bách Xuyên, nhưng có thể tìm những người khác ở yêu y quán, đặc biệt là người phụ trách tuyển người Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị, hai bọn họ là đối tượng trọng điểm được tìm đến. Mật ngọt chết ruồi. Ngay cả thú ngũ hành, đá đả tiên và đám trồn nhi cũng bị yêu tộc dùng yêu tinh tệ, thậm chí là thiên tài địa bảo thượng phẩm để mua chuộc, chỉ để báo danh. Sau khi kết thúc báo danh ngày thứ nhất, đám Thanh Ngưu tìm Dương Bách Xuyên hỏi xem nên xử lý tình huống này thế nào. Lần này, câu trả lời của Dương Bách Xuyên là, mặc dù chúng ta mở quán là để trị bệnh cứu yêu, nhưng cũng cần phải tốn tiền, thế nên, chỉ cần điều kiện phù hợp thì đều thu nhận, về phần đút lót bọn họ cho các ngươi, ha ha, cứ thu hết đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nói cho họ biết, nhận lễ vật cũng không bảo đảm sẽ trở thành đệ tử của yêu y quán, còn phải phù hợp với điều kiện thì mới được, hiểu chưa? Chấm, đã rõ. Ánh mắt ai nấy đều sáng lên, thiên tài địa bảo, có tu sĩ nào mà không vui vẻ nhận lấy. Thế nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại thản nhiên nói. Thu được thiên tài địa bảo thì nộp lên trước, ta đi làm từ thiện. Một câu nói đã cắt đứt tất cả suy nghĩ của mọi người. Chấm. Tuyển người tiếp tục được tiến hành, ngoại trừ phí ghi danh là 100 yêu tinh tệ thượng phẩm. Số thiên tài địa bảo mà đám Thanh Ngưu thu được mỗi ngày đều chất như núi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cười vui sướng tới chảy cả nước miếng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau khi thu nhận xong đệ tử cho yêu y quán, hắn sẽ có một khoản tiền không chính đáng to lớn, đủ cho hắn thành lập cả một thế lực. Chí ít thì tài chính sẽ không thiếu. Bất cứ một thế lực nào muốn khai tông lập phái, tiền tài vật chất là thứ không thể thiếu, nếu không thì sẽ không thể vận hành. Điểm này thì tu chân giới hay thế tục đều sẽ như vậy. Ngày thứ 10 sau khi Dương Bách Xuyên trở về từ tộc chuột yêu ngũ hành, chuột vương cho người đưa tới tin tức tình báo của các yêu vương. Vẫn là huynh muội nhà chuột bạch chuột kim, khác với lúc trước, lần này huynh muội bọn họ nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì cúi đầu bái lạy. Thuộc hạ bái kiến quốc sư, phụng mệnh chuột vương, ta tới đưa mật thư cho quốc sư. Hiện tại, bên ngoài thì Dương Bách Xuyên chính là quốc sư của tộc chuột yêu ngũ hành được chuột vương đích thân hạ lệnh sắc phong, địa vị cùng cấp bậc với chuột vương, trông thấy quốc sư như trông thấy chuột vương, tộc nhân đều phải hành lễ. Đương nhiên nói là mật thư nhưng cụ thể là thứ gì thì huynh muội chuột bạch chuột kim cũng không biết. Tin tức về các yêu vương mà chuột vương điều tra, Dương Bách Xuyên đã dặn chuột vương không được phao tin, tiến hành trong bí mật. Chấm, các ngươi cực khổ rồi, đứng dậy đi. Dương Bách Xuyên nhận lấy miếng ngọc giản, tỏ ý bảo hai huynh muội đứng dậy. Chấm, tạ quốc sư. Chấm, thạch đầu dẫn họ đi nghỉ ngơi. Dương Bách Xuyên dặn dò đá đả tiên một tiếng, hắn cầm ngọc giản rồi đi ra hậu đường xem thử. Hắn biết, bên trong ngọc giản là tin tức về các thế lực yêu vương ở dãy núi Vạn Sơn mà chuột vương thu thập được. Đến hậu đường, Dương Bách Xuyên mở phong ấn trên ngọc giản, hắn rót chân khí lên. Giây sau, ngọc giản phát ra ánh sáng, hắn phát hiện một tia thần hồn của chuột vương, đây là thủ đoạn bí pháp cao nhất của ngọc giản lưu trữ thông tin. Ngọc giản dùng để chứa đựng tin tức, loại thứ nhất là ghi chép bằng chữ, sau khi mở ngọc giản thì tin tức sẽ hóa thành văn tự thần hồn rồi chui vào trong não bộ. Loại thứ hai là phóng ra hư ảnh, giống như quay video. Loại thứ ba chính là trực tiếp ghi lại ấn ký thần hồn, có thể là một luồng thần hồn trực tiếp phong ấn bên trong ngọc giản, giống như hội nghị trực tuyến. Chuột vương sử dụng loại thứ ba. Sau khi ánh sáng lóe ra chuột vương xuất hiện, trông thấy Dương Bách Xuyên, chuột vương khom người nói. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Chấm, miễn lễ, nói luôn tin tức mà ngươi thu thập được. Dương Bách Xuyên phất tay. Chuột vương cung kính nói. Đã rõ thưa chủ nhân, là như vậy, toàn bộ dãy núi Vạn Yêu chia làm ba hướng thế lực lớn. Đầu tiên là liên minh của 108 tiểu yêu vương, tiếp theo là 72 đại yêu vương, cuối cùng là thế lực của tứ đại yêu tôn ở bốn huyền âm đông, tây, nam, bắc. Về cơ bản thì giống như cái lò ba chân, đứng sau cùng chính là thế lực mạnh nhất. Các thế lực ở ba hướng lớn này hoạt động độc lập, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ đoàn kết đối phó với thế giới bên ngoài, trong đó 108 tiểu yêu vương có vẻ yếu hơn về thế lực, nhưng thuộc hạ yêu quái lại nhiều nhất. 108 tiểu yêu vương này đều là tôn vương sơ kỳ, mỗi yêu vương quản ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy nghìn, mấy vạn yêu chúng,
bởi vì tu vi của họ đều là tôn vương sơ kỳ nên được gọi là tiểu yêu vương, để chống lại hai bên thế lực nuốt chửng, thế nên mới hợp thành liên minh 108 yêu vương. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, ừ, yêu tộc có ý thức rất mạnh về lãnh thổ, liên minh giữa 108 tiểu yêu vương là để tránh bị chiếm đoạt, đây cũng là chuyện bình thường, nhưng mà 108 yêu vương có tu vi tôn vương sơ kỳ, liên hợp lại cũng không hề kém, tình huống bên phía 72 đại yêu vương kia thế nào? Thần hồn của chuột vương gật đầu rồi nói tiếp, 72 đại yêu vương, tu vi thấp nhất trong số họ cũng là tôn vương trung kỳ, thậm chí còn có cả tôn vương cấp cao. Nhưng số lượng không nhiều, bọn họ cũng liên minh lại với nhau, tương đối mà nói thì thuộc hạ, yêu chúng sẽ ít hơn, thực lực không tầm thường. 72 đại yêu vương cũng không phải dạng qua loa, mỗi người họ ít nhiều gì cũng sẽ có thiên phú thần thông. Cũng được coi như yêu tộc cao cấp ở dãy núi Vạn Yêu, hơn nữa, đại yêu tôn của bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc thật ra là yêu tộc bật lên từ trong 72 đại yêu vương. Đại yêu vương đứng đầu sẽ thăng cấp lên. Cuối cùng tự mình trở thành bá chủ một phương của dãy núi Vạn Yêu, thực lực của tứ đại yêu tôn đều là tôn vương đại viên mãn, bốn bọn họ tự lập ra phe phái của riêng mình, trên mặt nổi thì họ là những thế lực riêng biệt, nhưng ra thật ra, nếu một ngày 108 tiểu yêu vương hay là 72 đại yêu vương gây ra mối đe dọa, tứ đại yêu tôn sẽ liên hợp lại để đối phó với bên ngoài. Trên danh nghĩa, tứ đại yêu tôn thống lĩnh bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc của dãy núi Vạn Yêu, thật ra, bọn họ và 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương ở trong trạng thái thế chân vạc. Kế hoạch thu phục lần lượt các yêu vương, thuộc hạ kiến nghị nên bắt đầu từ 108 tiểu yêu vương, nhưng mà nói thì dễ nhưng làm lại rất khó, bởi vì từ trước tới nay, thế chân vạc khiến cho cả ba thế lực đều rất nhạy cảm. Các tiểu yêu vương, thậm chí là tứ đại yêu tôn đều đề phòng nghiêm ngặt thuộc hạ của mình, cho dù có tới đó thì cũng không dễ, hơn nữa mỗi một yêu vương đều núp sâu bên trong hang ổ. Không hề ra khỏi núi, khó có cơ hội ra tay, chúng ta phải nghĩ cách mới được. Nói tới đây, chuột vương im lặng. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên biết chuột vương còn có lời muốn nói, hắn nhíu mày. Muốn nói gì thì nói đi, hay ngươi có chủ ý gì? Chuột vương cười ngượng ngùng, thuộc hạ có một cách, nhưng mà hơi nguy hiểm, nói ra sợ là chủ nhân sẽ trách phạt. Chấm, cho ngươi nói, thứ cho ngươi vô tội. Dương Bách Xuyên trừng mắt nói. Chuột vương rụt cổ, vội vàng nói, vâng, vâng, thuộc hạ nói cho chủ nhân nghe đây, thật ra, cách này rất đơn giản và thô bạo, khiêu chiến từ tiểu yêu vương có thế lực yếu nhất, đánh chiếm từng thế lực một. Nếu như làm theo cách thu phục trước kia của chủ nhân, độ khó quá lớn, mỗi một khu vực của yêu vương đều được canh phòng rất nghiêm ngặt, không dễ tiếp cận, nhưng nếu đi khiêu khiến thì lại khác. Quy tắc khiêu chiến của dãy núi Vạn Yêu chính là, chỉ cần yêu quái có thực lực. Nếu như muốn làm yêu vương thì có thể khiêu chiến với bất cứ yêu vương nào, từ tiểu yêu vương tới đại yêu vương, thậm chí còn có thể khiêu chiến với tứ đại yêu tôn. Cuối cùng trở thành yêu vương một phương, con đường này rất tàn khốc cũng rất khó khăn, không làm được thì sẽ mất mạng. Nhưng đây cũng là con đường quang minh chính đại duy nhất ở dãy núi Vạn Yêu. Bất cứ một thế lực yêu vương nào khi có người chính thức phát động khiêu chiến thì đều phải ra ứng chiến. Nếu như không ứng chiến thì sẽ bị tất cả yêu chúng ở dãy núi Vạn Yêu xem thường, bởi vậy bọn họ đều tiếp nhận thách đấu. Chuột vương nói xong cũng không dám nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt không ngừng né tránh, quả thật cách này giống như đang bẫy người khác, khiêu chiến yêu vương của dãy núi Vạn Yêu. Đâu có dễ khiêu chiến như vậy. Đâu có hạng yêu nào đơn giản mà được xưng là yêu vương một phương. Dương Bách Xuyên nghe chuột vương nói, nếu như không phải hắn cảm nhận được chuột vương không hề có ý xấu. Dương Bách Xuyên cũng sẽ tin là con hàng này đang bẫy hắn. Nhưng hắn để chuột vương nói, đương nhiên sẽ không trách chuột vương, hơn nữa cách này nhất định có ích, vậy nên Dương Bách Xuyên hỏi. Nếu khua chiêng phát động khiêu chiến, thắng thua sẽ có kết quả như thế nào? Chuột vương do dự rồi nói, thật ra cũng rất đơn giản, nếu khiêu chiến thắng thì sẽ thay thế yêu vương thất bại, trở thành yêu vương mới, hơn nữa thuộc hạ của yêu vương ban đầu cũng sẽ đi theo yêu vương mới. Bởi vì mọi người cho rằng, yêu vương mới này có thực lực mạnh hơn, có thể đánh thắng được yêu vương cũ, chứng minh vương mới này có tiềm lực, tiền đồ rộng mở. Thế nên đa phần là sẽ không phản đối, giống như là sẽ quản lý thế lực của yêu vương. Còn khi khiêu chiến thất bại, chỉ có hai con đường, một là bị giết chết, hai là yêu vương nhân từ, không giết người khiêu chiến, nhưng sẽ yêu cầu phải lập lời thề thần phục vĩnh viễn.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.